Rất vui vì mình được gặp lại các bạn và lại được kể cho các bạn nghe những câu chuyện thật hay và hấp dẫn. Thưa các bạn khán thính giả, tình yêu là một thứ cảm giác tuyệt diệu nhất của cảm xúc con người. Có những người dành cả cuộc đời để tìm kiếm những cảm xúc ấy mà không sao tìm được. Trong cuộc đời này, có một người để cho ta yêu sâu sắc, để ta biết được cảm giác yêu thật ra sao. Yêu mà không hiểu sẽ vì sao? Đó thực sự là một điều may mắn nhất. Câu chuyện ngày hôm nay mà mình sắp kể cho các bạn gần như cho ta thấy tình yêu là như thế nào. Nó không chỉ đơn thuần là chỉ mù mờ vụng dại từ con tim, từ cảm xúc, mà còn là sự cân nhắc của lý trí nữa. Một tình yêu chị em nhưng đầy chân thành và tha thiết, nồng nàn và say đắm. Không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta cùng đi đến nội dung chính của câu chuyện rất hay này nhé. Quen chị qua một cuộc điện thoại, nghe giọng chị dễ thương quá, thế là thích tìm và kết bạn Facebook. Rồi lân la làm quen, hai chị em cũng khá thân thiết với nhau trên Facebook và cũng hay chat chít với nhau qua Facebook nhưng chưa gặp mặt lần nào. Ấn tượng ban đầu về chị là một bà chị xì tin và có phần ngờ nghệch. Rồi một dịp được phân công chở chị về sau buổi offline, chị ngồi phía sau im re, còn mình cứ thế chạy xe một quãng đường dài mà không nói gì và cũng không biết nói gì. Bỗng chị hỏi: "Em buồn ngủ hả?" Nghĩ thế nào lại bảo: "Dạ." "Chị hát cho em nghe để đỡ buồn ngủ nha." Hơi bất ngờ nhưng cũng dạ lần nữa. Mình vốn dễ tính và ít nói. Trời hơi lạnh vì có mưa phùn, chị ngồi thật sát phía sau nhưng không ôm, thì thầm vào tai mình là những bài hát trẻ con không đầu không cuối. Giọng chị hát những bài trẻ con y như con nít hát, dễ thương, ngọng nghịu. "Chị ong nâu", "Con mèo rửa mặt", "Chú thỏ con", "Hai con thằn lằn con". Về nhà tự nhiên thấy vui vui, cười một mình, hát linh tinh chú mèo, chú thỏ. Lúc chào chị về, chị cười tươi quá, đáng yêu và hồn nhiên như kiểu cô bé hàng xóm chào chú con đi học nghe. Hình như có hơi nhớ chị. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cắm đầu vào làm việc và chạy long quăng, cũng không để ý đến chị nữa. Rồi tối đó chat Facebook với chị. Chị nói ngày mai chị phải xuống Thủ Đức nộp học phí. Mình bảo mai mình cũng xuống đó có việc, sẵn tiện để mình chở cho. Chị chần chừ mãi cũng đồng ý và hứa với mình sẽ mời mình ăn kem làng đại học để bù. Thật ra mai mình chả có việc gì xuống đó cả, tự nhiên thấy muốn gặp chị, muốn chở chị đi, thế là nói bừa. Chắc là do bị ám ảnh tối hôm chở chị về. Chị vào trường rồi chả biết đi đâu, thế là chạy lòng vòng giết thời gian và ngắm mấy em sinh viên của làng. Hình như là vừa đi vừa huýt sáo, hát lẩm bẩm lại chú mèo, chú thỏ. Chiều nắng quá chưa muốn về, hai chị em mua kem vào hồ đá ăn rồi hóng mát. Hồ đá lúc nào cũng vậy, hay có những cặp sinh viên ngồi ra tâm sự thủ thỉ. Bọn mình thì kiếm một góc ở xa để ăn kem và tránh bị dòm ngó. Mình ngồi trên xe ăn, còn chị cứ tung tăng xem người ta câu cá, ngó nghiêng cô dâu chụp hình cưới, nghịch nước. Mình đứng xa chị, thấy chị bắt con chuồn chuồn, rón rén nhẹ nhẹ, cứ cúi xuống thì nó lại bay. Tự nhiên thấy buồn cười quá, sao chị lại đáng yêu như thế, như một con mèo con vậy. Lúc về đùa chị như con nít á, quấy thấy ớn. Chị cười, chị là con nít mà, hi hi. Chị nói đúng, chị chỉ là một đứa con nít, mọi việc chị làm đều như con nít, trừ việc con nít thì không biết yêu. Sinh nhật chị, bạn bè vào Facebook viết tràn lan tường chúc mừng chị bằng đủ kiểu, đủ thứ ngôn ngữ. Không hiểu sao mình chả chúc gì mà ngồi bấm like từ trên xuống dưới những lời chúc của người khác. Vui như thể sinh nhật mình, thi thoảng còn xếp vài comment hộ chị. Chị hỏi mình, chả biết trả lời sao, nhưng bừa giọng nghiêm túc: "Em bị mộng du đó chị." Chị trọn mắt: "Ủa, thiệt hả?" Chị ngố, nói cái gì cũng tin. Hôm đấy chị cũng có mời sinh nhật, nhưng mình không đi vì chị tổ chức sinh nhật với gia đình. Mình không giỏi ý tứ với người lớn, nên tối khuya chị nhắn tin: "Ăn bánh kem không? Mai chị đưa qua cho nha." Trước giờ đi ăn sinh nhật,
mình chả bao giờ ăn bánh kem, nhưng tất nhiên là đồng ý. Mai chị mang qua cho. Như vậy lại được gặp chị. Mấy ngày nay nghĩ tới chị hoài. Buổi trưa đi học về thì chị gọi điện hỏi địa chỉ nhà mình rồi ghé thật. Bánh kem để trong ba lô từ sáng nên đã bị biến dạng. Chị cười hì hì. Để chị nặn lại cho. Chị ngồi nặn miếng bánh như trẻ con nghịch cát. Tay chị nhỏ xíu xinh xinh, nặn một hồi cũng ra hình cái đầu con mèo, có hai cọng râu. Bữa đó cũng là lần đầu tiên chị qua nhà chơi. Mình ở một mình. Trước đây thì ở hai mình. Bình thường thì nhà cửa rất dơ dáy, nhưng hôm đó biết chị qua nên cũng ráng dọn lại cho sạch sẽ để đón chị. Chị đi lung tung trong phòng, ngó cái này đụng cái kia. Cái tật tò mò hay ngó nghiêng của chị nói là sửa hoài mà không được. Mình thì không muốn chị sửa, vì mình thích nhìn chị những lúc như vậy. Cảm giác như ông bố trẻ ngồi nhìn cô con gái bé bỏng đang nghịch ngợm vậy. Buổi chiều trời mưa gió quá, chị ở lại nhà mình không về được. Áo mưa thì có, nhưng mình nói không. Hai chị em xem hoạt hình Disney. Chị thích xem phim hoạt hình lắm, nhất là phim Tom và Jerry. Mỗi lần đến phim đó là chị lại giành điều khiển để mở cho bằng được. Mình với chị uýnh nhau mấy lần vì điều này rồi. Trời mưa nhanh tạnh quá, muốn mưa hoài mà không được. Chị về mất tiêu rồi. 6 tháng kể từ ngày chia tay, lại có một đứa con gái xem phim cùng mình, ăn bánh với mình. Cảm giác bồi hồi khó tả. Hồi đó nhớ có lần mình xem bộ phim Mối tình chị em, cũng có cảnh hai chị em ngồi xem phim hoạt hình, vì tự nhiên lại nghĩ vớ vẩn. Nhà mình ở giữa khoảng cách giữa trường và nhà chị. Mỗi lần chị đi học buổi sáng, trưa lại phải chạy về ăn cơm vì chị không ăn được cơm tiệm. Chị yếu lại nhiều bệnh lặt vặt, trong đó có đau bao tử. Chiều lại chạy lên trường học, rất mất thời gian, nắng nôi và mệt cho chị. Mình biết được điều này nên nói với chị: buổi trưa chị qua nhà em đi, hai chị em nấu cơm ăn, em cũng thích ăn cơm nhà. Bữa giờ cơm tiệm hoài cũng ngán quá. Mình biện đủ lý do, chị cũng không chịu. Cuối cùng mình dọa: bữa giờ em thấy chị đen lui thui rồi đó. Mùa này mà trưa nào chị cũng chạy lang bang ngoài đường, chị sắp thành con vịt xấu xí rồi. Con gái sợ nhất là bị chê xấu đi, bị chê da đen, rám nắng. Chị cũng không phải ngoại lệ. Vậy là những hôm phải học cả ngày, chị qua nhà mình ăn cơm, cơm gia đình. Từ ngày có chị, cuộc sống độc thân lay lắt của mình thú vị và đỡ tẻ nhạt hơn hẳn. Mình bắt đầu học nấu ăn bằng Google, biết quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, biết phân biệt giữa quả bí và quả bầu, chiên cá sao không bị cháy, ủi đồ sao cho phẳng, ăn cơm không được bốc, không được xỉa răng bằng móng tay. Trưa nào đi học về là mình cũng ráng chạy về nhà ngay để chờ chị qua, bỏ qua hết những lời mời đi uống nước, tụ tập của bạn bè. Rồi hai chị em lọ mọ xong chảo, rồi dọn cơm, ăn cơm. Mình thích dành đồ ăn để chọc tức chị, hoặc là giả đò bị nghẹn để chị hoảng hét toáng, rồi sau đó cười sằng sặc chọc quê chị. Chị ăn ít như con mèo, mình cũng kén ăn và ăn ít. Chị nói: ai nuôi hai đứa mình thì đỡ tốn cơm. Chị nói đúng, hai chị em mình mà lấy nhau sẽ không phải lo tiền mua gạo. Chị nhéo: thôi đi ông cụ, ăn xong thì đánh bài xem đứa nào rửa chén. Mình toàn ăn gian nên chị phải rửa hoài. Lâu lắm mình mới thấy tội tội thì chịu thua chị một bữa, nhưng rồi cũng vứt đống chén đũa đó dồn tới trưa mai cho chị rửa. Giờ nghỉ trưa cũng là giờ phá làng phá xóm của hai chị em. Lúc thì đùa giỡn ầm ầm, lúc thì uýnh nhau cãi lộn tỏi giành tivi, hứng lên thì mở karaoke online để thu âm. Chị hát nhạc Xuân Mai thì được, chứ nhạc tình yêu thì dở ẹc. Mỗi lần chị hát lại được dịp cười lăn lộn. Chị hát không có dấu à, hay đọc rap đấy. Ôi giời, thảm họa âm nhạc, hát gì mà như xe chở heo tông xe chở vịt. Lúc thái quá chị xịu mặt: không thèm hát nữa, cho cô hát một mình luôn. Thấy chị giận vu vơ thì lại lò mò qua chọc chị cho hết giận. Chị hết giận nhanh và cười, nịnh nọt cú lét một xíu là lại nhe răng, có khi vừa khóc vừa cười được. Đã bảo chị là trẻ con. Nhiều khi sáng dậy chỉ mong tới bữa trưa để chị ghé, để chị qua nhà ý ới: cu Huy ơi, cu Huy ơi. Giọng chị la dù lớn cỡ nào vẫn nhỏ xíu, nhưng ngay cả
lúc ngủ say nhất, mình vẫn nghe được và bật dậy ngay. Mình đùa chị: "Chị là cái đồng hồ báo thức của nhà em nha. Lần sau qua đừng gọi tên em mà kêu cúc cu là được." Chị cười nhưng chưa mai quên ngay, lại: "Cu Huy ơi, Cu Huy ơi." Chị ngố mà. Nhiều bữa bận việc hoặc kẹt xe, chị ghé trễ, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, nóng ruột và bực chị vô cùng. Mình thì đi qua đi lại trong nhà, cứ nghe tiếng xe máy tới là dòm đầu ra cửa ngó. Chị vừa tới nơi là phi ra ngay, cố làm mặt hình sự hỏi han đủ kiểu. Chị cười hì hì trình bày lý do, lần nào cũng thấy có lý do, lại hết lợn ngay. Biết là ngày mai chị lại qua, nhưng lần nào trước khi chị về cũng dặn: "Mai chị qua nha." Chị lè lưỡi: "Tôi biết rồi, nói câu khác đi ông tướng." "Dạ." Mai lại y như vậy: "Mai chị qua nha." Chị có la thì cãi, tại chị lấy ngố cho em rồi. Gần nửa năm hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, rồi cái ngày ấy cũng đến, nó làm đảo lộn tất cả. Mình còn nhớ như in, đó là vào tối Halloween, lúc hai chị em đi chơi về chung với một nhóm bạn thân. Chuyện đi chơi thì cũng không có gì đáng nói, vì cả hai đều vốn hay mạnh chơi nên quậy tưng bừng đến khuya, khi đã mệt lử rồi thì mới chịu mò về. Như mọi khi, mình chờ chị về, chị ngồi sau ôm mình, tại thân rồi mà, chả có đứa nào đủ sức để nói chuyện thêm nữa. Gần về đến nhà chị bỗng nói: "Huy này, hồi nãy anh Mạnh nói anh thích chị đó." Tự nhiên mình tỉnh hẳn, hình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Giọng mình lạc đi nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Dạ." Tiếng dạ ngắn lắm, nhưng thật sự lúc đó mình chỉ muốn toáng lên. "Rồi chị nói sao? Ông nói lúc nào? Có khi nào ông chồng chị không? Hình như ông có bồ rồi mà." Hàng trăm câu hỏi mình muốn hỏi chị dồn dập liên tiếp, nhưng không hiểu sao mình nghẹn họng không thể nào thốt lên được. Mình chạy xe chậm lại, chậm một cách vô thức mà chính mình cũng không biết. Chị nói tiếp, nói nhỏ nhưng đáng sợ lắm, như có cái gì đó đâm chọt vào tim mình. "Hình như chị cũng thích anh Mạnh Huy ơi. Em thấy anh Mạnh sao? Được không?" Mình chạy xe về nhà một mạch như người mất hồn, đầu óc mụ mị như vừa đánh rơi một cái gì đó rất quý giá, nhưng lại không biết đó là vật gì và quan trọng là nó rơi ở đâu. Nói chung là trống rỗng. Bữa đó mình không về nhà mà ra nhà hát thành phố ngồi tự kỷ nghĩ ngợi. Anh Mạnh, 28 tuổi, mới nhận bằng thạc sĩ, không đẹp trai lắm nhưng lãng tử và giàu. Xét về mọi mặt, anh Mạnh hiển nhiên ăn đứt một thằng sinh viên quèn là mình. Mình cũng thích anh Mạnh vì ông vui tính và bình dân. Thì thoảng hai em có đi nhậu, dán dóc. Trong một lần dẫn chị đi chơi thì gặp ông, sau đó thì thường xuyên hơn, do mình đi đâu chị cũng mẻ nheo đòi đi theo. Ngồi ra soát lại những gì đã trải qua giữa mình và anh Mạnh và chị thì chợt ngộ ra điều mà bình thường mình không hề để ý. Tại sao anh Mạnh lại kêu mình rủ chị theo mỗi lần đi chơi? Tại sao anh Mạnh lại hay đòi chờ chị về thay mình? Tại sao anh Mạnh lại hay khen chị đáng yêu? Tại sao? Và quan trọng nhất là tại sao mỗi lần nhắc tới anh Mạnh là chị nói liên thiên một hồi như già trúng sóng. Tối đó chị vẫn gọi hỏi xem mình đã về nhà an toàn chưa, vẫn chúc mình ngủ ngon bằng một tin nhắn xùy dễ thương nhiều ký hiệu. Nhưng mình thấy lạ lắm, cảm giác như chị cũng gọi, cũng nhắn tin, cũng chúc ngủ ngon với anh Mạnh hệt như mình. Tự nhiên thấy bực bội và khó chịu một cách vô lý. Hình như mình đã ghen thì phải, kiểu ghen của con nít khi bố mẹ sinh em bé. Không phải, hay là sự ích kỷ nho nhỏ của đứa bạn thân có người yêu. Cũng không phải nốt. Cho đến lúc này mình mới dám thừa nhận, hình như, hay là đúng thế, mình yêu chị mất rồi. Lần đầu tiên kể từ ngày quen chị, mình đã nằm nghĩ ngợi cả đêm về chị, mọi thứ về chị. Lúc này hình ảnh của chị cứ trôi từ từ qua như cuốn phim cuộc đời của những con người đang hấp hối. Thật sự mình đang sợ, rất sợ mất chị. Cảm giác hoang mang như một chú gà con ngậm một con giun lớ ngớ quá cỡ, không thể nuốt trôi. Xung quanh là một bầy gà lớn hung hãn. Chị chưa chính thức nhận lời yêu anh Mạnh,
Chị bảo anh Mạnh rằng hãy cho chị thời gian, nhưng việc đó cũng khiến mình một thằng ích kỷ, gần như có mỗi mình chị là bạn thân, phát điên. Anh Mạnh đã chính thức săn đón chị một cách công khai. Anh hay qua nhà mình vào buổi trưa, mang cái này cái nọ qua, nói là cho hai chị em ăn tầm bổ. Lúc thì nói đi ngang qua, sẵn tiện ghé xem hai đứa hôm nay ăn gì. Khi thì dành đón chị đi học về, rồi lại ở lại buổi trưa. Thì thoảng còn ăn cơm chung, tất nhiên là do chị mời. Những lúc anh Mạnh tới, mình cảm giác lạc lõng và nặng nề vô cùng. Mình phải đóng kịch vui vẻ, phải cười nói, phải cố tỏ vẻ bình thường khi thấy họ trêu chọc nhau. Mà việc đó lẽ ra là dành cho chị em mình. Mình không xem anh Mạnh là cái gai trong mắt, nhưng thật sự mình rất ghét anh Mạnh qua nhà mình. Nhưng hôm đó chị không còn xắn tay áo cho mình mỗi khi đi học nữa. Chị không còn chọc mình: chồng trẻ ở nhà nấu cơm, vợ ở đi học đây. Rồi chào mình kiểu vẫy hai tay vẫy vẫy, đầu lúc lắc nữa. Cũng không còn cảnh hai chị em dành nhau ăn, hát hò inh ỏi để hàng xóm chửi xéo nữa. Không còn cái điệu bộ cuống cuồng khi mình cố tình hẹn thêm giờ để chị ở lại lâu hơn nữa. Chẳng còn gì hết, buổi trưa chán ngắt và bỗng dài lê thê. Nói cách khác, mình cảm thấy những lúc anh Mạnh qua, chị không hề quan tâm gì đến mình nữa. Những lúc chị nhìn ra cửa ngóng anh Mạnh, hệt như mình ngóng chị. Nhìn thấy mình buồn bã mà chẳng biết làm gì, người mệt mỏi, mềm nhũn. Chị ngơ ngáo đâu có nhận ra thái độ của mình. Lâu lâu thấy mình buồn buồn và ít nói, chị hỏi han: hôm nay em làm sao vậy? Mệt hả? Chị đi mua thuốc với đồ ăn cho em nha. Chị ơi, chị khờ lắm, em đâu có bệnh, em đâu có cần thuốc của chị, mà chị cũng đâu cần đi mua, chị có sẵn rồi, nhiều lắm. Việc này kéo dài một thời gian, nó khiến mình không còn tâm trí làm gì và cũng không biết phải làm sao để thay đổi cả. Mình cảm thấy bất lực vô cùng. Có khi mỗi sáng thức dậy, mình chỉ cần biết cầu mong một điều gì đấy rất đơn giản là hôm nay anh Mạnh không đến. Mình sẽ nấu cơm thật ngon, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa, rồi đùn đẩy nhau rửa chén. Những việc bình thường như trước đây sao bỗng thấy xa vời quá. Kết cục là mình hay cáu vô lý với chị mỗi lần chị nhắc tới anh Mạnh. Mỗi lần chị nghe điện thoại của anh Mạnh khi đang ăn cơm, khi đang làm dở việc gì đó. Mỗi lần chị lặp đi lặp lại: anh Mạnh hôm nay đi đâu rồi ta? Sao giờ này chưa tới ta? Có chuyện gì không ta? Mình bực mình, cáu gắt thì chị lại lè lưỡi rồi cười. Lâu lâu chọc mình: em ghen hả? Lêu lêu. Nhìn chị, mình chỉ muốn gào lên: đúng rồi, em đang ghen, ghen muốn nổ óc rồi đây. Nhưng mà mình có bao giờ dám nói đâu. Thì thoảng, nói thật là thường xuyên, mình hay trộm đọc tin nhắn của chị. Có lúc còn xóa những tin nhắn bay bướm của anh Mạnh gửi chị lúc chị còn chưa đọc. Nhiều khi điện thoại chị hết pin, anh Mạnh gọi cho mình hỏi chị hôm nay có qua không, mình nói dối. Mình như thằng điên tìm mọi cách ngu ngốc và vớ vẩn nhất để ngăn cản anh Mạnh và chị. Nhưng hình như tất cả đều vô ích. Hôm đó đang có chuyện rất bực mình ở lớp, nó khiến mình cáu tiết đến tận lúc về nhà. Trưa đó anh Mạnh không qua, cũng xem như đỡ được một phần bực dọc. Sau khi ăn cơm xong thì mình ngồi online. Chị ngồi hai tay chống cằm, lúc lắc cái đầu ngắm con mèo con mình mới đem về. Chị hỏi: nè Huy, sao bé mèo này nó ngủ hoài à? Chị kêu nó dậy ăn nha, tội nghiệp quá. Kệ nó đi chị, nó là mèo con, như con nít á, nên nó chỉ thích ngủ thôi. Xíu nữa đói là nó tự dậy ăn à. Hôm qua chị qua nhà anh Mạnh, con mèo nhà anh cũng nhỏ xíu mà không có chịu ngủ, nó quậy ghê lắm. Không hiểu sao lúc đó mình nổi điên, mình gào toáng lên: thì chị qua nhà anh Mạnh mà chơi với con mèo đó, để im cho nó ngủ. Chị sững người như bất động, hình như chị đang không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. Chị không hiểu là không phải vì con mèo, mà là vì chuyện chị đi chơi với anh Mạnh hôm qua mà mình không biết. Nó khiến mình nổi nóng vô lý. Sau này mình mới biết chị đi qua nhà ông lấy một thứ cho mình. Mất 5 giây để mình kịp hối hận vô cùng. Mình bỗng thấy có lỗi kinh khủng khi thấy chị ngồi im, sợ hãi không dám nhìn mình, hình như sắp khóc. Chị bỗng nói một câu mà đến giờ mình nghĩ lại còn thấy rợn người:
Bây giờ em khác xưa lắm Huy ơi, em không còn thương chị nữa. Rồi chị khóc, tay chân mình bỗng bấn loạn, mình loay hoay như gà móc tóc, chỉ muốn bay đến chị, ôm chị thật chặt, nghiền nát chị và hét vào mặt chị. Em mà không thương chị à? Em thương chị còn hơn chính mình nữa, chị có biết không? Biết không? Nhưng thằng ngu là mình đã không làm gì cả. Mình ngồi bất động, cơ thể nhão nhoẹt, miệng lắp bắp. Em xin lỗi. Không khí tự nhiên trở nên nặng nề và căng thẳng như dây đàn vậy. Chị ngồi lu thu một góc, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình. Một thằng mà ngày thường ít nói và sao cũng được, chả bao giờ mình quát mắng nặng nề như vậy với chị cả. Mình lại ngồi gần nắm tay chị mà không dám nói gì. Sao tay chị mềm quá? Sao mắt chị đỏ quá? Ướt hết áo rồi chị ơi, chị đừng khóc nữa. Em sai rồi, em ân hận lắm. Sao em lại là chị chứ? Em điên rồi. Nhìn bộ dạng và thái độ lúc đó của mình, chắc chị cũng hiểu. Chị cố cười nhẹ như để trấn an và tha lỗi cho mình. Nước mắt chị vẫn chảy. Chị hiền lắm, lại hay khóc nhè nữa. Biết vậy rồi mà mình vẫn làm chị buồn. Mình thật là. Lúc chị dắt xe ra khỏi cổng, mình lẽo đẽo theo chị như đứa trẻ theo bố nó về nhà. Lúc bố nó vừa đi họp phụ huynh về, sợ hãi và lo lắng y như vậy. Chị thấy vậy đuổi mình vô nhà. Thôi em vô đi, chị không sao mà. Lúc xe chị lăn bánh rồi, mình mới chợt nhận ra và gào toáng lên như mọi ngày. Mai chị qua nha. Mình gào xong mới thấy hình như có hơi to quá, chắc cả xóm nghe thấy. Chị dừng xe, ngó đầu lại và ra dấu cho mình chào lần nữa, kiểu chào riêng của chị, kiểu chào ấy cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được. Buổi tối, mình vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của chị. Chị hiểu rồi Huy à? Tin nhắn ngắn ngủn nhưng thật đáng sợ. Chị hiểu gì? Hiểu như thế nào? Chị đang nghĩ gì vậy? Trời ơi! Mình rep tin nhắn, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, không biết trả lời hay hỏi chị như thế nào. Cuối cùng, không đợi mình rep, chị nhắn tin tiếp. Xíu nữa, Huy qua nhà chị nha. Chị có cái này cho Huy. Mình đi ngay không suy nghĩ, chạy thẳng qua nhà chị, chạy nhanh lắm. Mình đứng chờ chị ở chỗ quen thuộc. Chị đi từ hẻm ra, mặc bộ đồ ngủ trẻ con, chân đi đôi dép tổ ong quá cỡ. Tay chị cầm một con mèo bằng bông to bự, trắng toát. Mình đứng im re. Chị đưa con mèo cho mình rồi nói, nhẹ lắm, thỏ thẻ như trẻ con muốn mua đồ chơi. Tặng Huy nè. Chị nhớ em gái anh Mạnh đặt mua giùm đó. Chị qua nhà anh Mạnh là vì vậy. Bữa giờ thấy Huy buồn buồn, hỏi Huy thì Huy không nói. Chị có làm gì sai thì đừng giận nha. Đừng nghỉ chơi với chị nha, tội chị. Mình thật không ngờ chị lại nghĩ vậy. Cái chị hiểu ra là đây ư? Trời ơi, bà chị ngốc nghếch của em ơi. Em thương chị còn không hết, sao mà giận chị được. Nói thật là, nhìn mặt thái độ chị lúc đó, mình thấy thương chị vô hạn, hơn cả nghìn lần trước đây. Mắt mình hình như lúc đó có ướt ướt. Mình ôm con mèo từ tay chị, nói nhỏ. Sao chị nói vậy? Mình là chị em mà. Tại bữa chiều em có nhiều chuyện bực bội trên lớp nên như vậy. Mai chị em mình đi ăn kem nha. Xem như em bù cho chị con mèo này. Hi. Chị cười tươi lắm. Mới buồn so như con cún vậy mà đã cười được. Chị thật là. Mình vui sướng chạy xe về nhà. Nếu ai đó đã từng thấy một thanh niên ăn mặc bụi bặm, vừa chạy xe một tay, tay kia ôm con mèo bông to đùng, mặt thì hí hửng, đó là mình đấy. Mình có cảm giác hình như tất cả mọi người đều để ý mình. Đặc biệt là lúc mình dừng đèn đỏ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, cái nhìn dành cho một kẻ tâm thần hoặc biến thái. Mặc kệ ai nhìn thì nhìn, còn mình thì muốn quát lại vào mặt họ. Nhìn cái gì mà nhìn? Mèo chị tôi tặng đấy. Các người không bao giờ có con mèo này đâu. Các người là một lũ bất hạnh. Hôm ấy mình ôm con mèo ngủ, thi thoảng còn nói chuyện với nó. Mèo ơi, tao sẽ ôm mày thật chặt, sẽ không ai cướp mày ra khỏi tay tao. Những ngày kế tiếp đêm sau đó, đi ngược với thái độ cố gắng bình thường hóa mọi chuyện và kiềm chế cảm xúc của mình, anh Mạnh ngày càng săn đón chị nhiều hơn. Chị cũng hay vô tâm nhắc đến anh Mạnh trước mặt mình. Cũng đúng thôi, chị hiểu sai hết rồi. Có lần đến đón chị học anh văn về, thấy anh Mạnh ngồi trên xe chờ chị sẵn với một bông hoa.
Mình thần bần một lúc thì hiểu. Henry, tối qua anh Mạnh hỏi hôm nay chị có học Anh Văn không? Mấy giờ thì về? Chị gọi cho mình bảo đã tan học rồi. Không hiểu sao mình lại bực dọc, nói rất nhanh. Chị ra cổng nhé, có người chờ chờ chị về rồi đó. Rồi cúp máy cái rụp. Không đợi chị hỏi gì thêm, mình thấy khó chịu, giận chị một cách vô lý. Chị đâu có biết là anh Mạnh chờ chị ngoài cổng. Chị vẫn gọi cho mình cơ mà. Về đến nhà, mình mới nhận ra điều hết sức đơn giản đó. Nhưng không kịp nữa rồi, chị nhắn tin. Huy hôm nay bận hả? Xíu chị mua bánh về cho, chị đang đi chơi với anh Mạnh. Chị đi ăn uống lúc nào thì cũng nghĩ tới mình. Chị thương mình lắm, lúc nào cũng bắt mình phải ăn uống cho mập lên, để mai mốt bảo vệ chị, để còn có con nào nó ngó nữa chứ. Có lần chị chạy xe giữa đêm khuya để mang hộp cơm qua cho mình, vì thấy mình ghi status trên Facebook là đói mở mắt. Mình la chị, khuya vậy rồi còn đi được nữa, xíu em lại phải dắt chị về nữa. Chị lè lưỡi, cơm dư nhà chị, mang cho em ăn, không thì bỏ uổng. Cơm dư mà sao nóng quá, đồ ăn ngon quá. Cơm không cũng thấy ngọt lịm, ngọt kiểu lạ lắm, không phải do enzyme. Chị về mua bánh thật, nhưng mà mình không nhìn vào cái hộp bánh, mà là gói quà chị đang cầm trên tay. Chị mở ra khoe mình một cái ống heo xinh xắn. Anh Mạnh tặng đó, xinh ha. Lúc đó ước gì bây giờ mình có thể quay ngược thời gian để tự tát vào mặt mình, tát vào mặt thằng đã nói câu ai cho chị gì chị cũng lấy vậy. Mình thề là không hiểu sao mình có thể nói lại được câu đó nữa. Mình... Mắt chị tròn xoe, ngơ ngác. Em nói kiểu gì vậy? Mình là thằng rất dở xử lý tình huống khi lỡ miệng. Nếu không muốn nói là càng cú càng tệ. Mình đã trả lời với thái độ của chị bằng một câu nữa nhẹ hơn như để lấp liếm. Chị lấy cái đó để làm gì? Em mua cho chị cũng được mà. Nói xong mình chợt nhận ra một điều. Mình chưa từng dắt chị đi xem phim, chưa từng dắt chị đi những chỗ vui chơi mà chị thích, và chưa từng mua quà cho chị, dù đó chỉ là một bông hoa chờ ở trước cổng trường. Mình đã sai lầm nghĩ rằng chị em thân thiết mà cần gì quà. Chị hơi buồn buồn. Chị buồn thì dễ nhận ra lắm. Chị giải thích là chị cũng tính không lấy vì nhà chị có rồi. Chị mang về cho mình đựng tiền xu. Chị... Nhìn chị lúc đó, mình thấy mình khốn nạn quá. Sao chị không chửi em đi? Sao chị vứt ngay cái ống heo đấy với cái vẻ bực mình đi? Sao chị phải giải thích với một thằng như em làm gì? Em không đáng. Cuối tuần đó, mình có việc phải về quê 2 ngày. Mình nóng ruột gọi cho chị liên tục. Nhiều khi gọi xong mới nghĩ ra nội dung để nói. Nhiều khi chỉ một nội dung nhưng mình cố tình nói làm 2 lần. Nhiều khi gọi chỉ để nói, chị nói gì cho em nghe đi. Ngày nào cũng nghe tiếng giọng chị. Mình quen rồi, đã nói chị là cái chuông báo thức của nhà mình mà. Chỉ 2 ngày xa chị mà mình thấy nhớ kinh khủng. Vừa xong việc là mình lên Sài Gòn ngay. Đến nơi thì không gọi cho chị được, liều mạng gọi qua nhà mẹ chị thì mẹ chị bảo chưa về. Tuy mới 10 giờ tối, ở Sài Gòn vẫn còn chưa khuya lắm, nhưng mình muốn điên lên vì lo cho chị. Chị nhát lắm, lại ngờ nghệch nữa. Có lần chị bị người ta giật đồ, té xe, chị nằm ngủ trưa còn nói mơ như con nít. Mình gọi hết cho bạn chị cũng không ai nói đi với chị. Mình còn lên Facebook qua viết lên web với nội dung tìm trẻ lạc, mong chị online ở đâu thì đọc được. Trước đây chị cũng hay viết như thế lên web để chọc mình. Cuối cùng mình cũng sực nhớ đến anh Mạnh. Mình gọi cho anh Mạnh thì nhận được tiếng ỏ ý e đáng sợ. Đến lúc này trí tưởng tượng của mình được dịp phát huy. Mình nghĩ ra đủ giả thiết, nghĩ xem nếu họ đi chung với nhau thì sẽ làm những gì, đi những đâu, sao giờ còn chưa về, cả hai lại còn tắt máy. Anh Mạnh thì từng trải như vậy, chị thì... Càng tưởng tượng mình càng thấy sợ. Mình chạy đi kiếm hết các quán cà phê quen, những chỗ mà bọn mình hay lui tới, nhưng đều không có. Mình điên loạn lên như một người bố tìm đứa con thất lạc. Quá mệt mỏi vì phải chạy xe gần 8 tiếng đồng hồ, rồi chạy khắp nơi tìm chị. Chán nản và đuối sức, mình quay về nhà chị, ngồi chờ ở đầu hẻm, một chỗ khá khuất và xa. Và mình thấy
một cảnh không bao giờ quên. Anh Mạnh chở chị về. Về đến đầu hẻm, chị đã dừng xe để xuống, đúng chỗ mà mình hay dừng. Mình đứng xa nhìn rõ lắm. Anh Mạnh ôm chị rất nhanh, nhanh lắm. Nhanh khiến chị và tất nhiên cả mình đều thật bất ngờ. Mình như hóa đá, chân tay mình bỗng trở nên vô dụng, người mềm như cọng bún. Mọi lo lắng cho chị, mọi suy nghĩ, lời trách móc đã chuẩn bị đều tiêu tan hết, hết sạch, không còn gì nữa. Mình đứng một chỗ như người đã chết rồi, lạnh toát. Chị có hơi phản ứng, đẩy mạnh anh Mạnh ra, nhưng đôi bàn tay yếu ớt của chị làm sao đẩy được một gã đàn ông to lớn như anh Mạnh? Làm sao đẩy được chị ơi? Nhưng cho đến giờ em cũng muốn hỏi chị, thật sự lúc đó chị có muốn đẩy anh Mạnh thật không hả chị? Tay chị buông thõng, anh Mạnh nói gì đó, nói rất nhiều, nói như thể không để cho chị nói. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng biết anh Mạnh đang tỏ tình với chị, đang bộc lộ hết tấm lòng với chị, tấm lòng mà anh ta không chỉ dành riêng cho chị. Sáng sớm hôm sau, chị đã qua nhà mình, chắc vì chị nhận được một đống tin nhắn của mình và cả tin trên Facebook. Lúc ấy mình đang ngủ, có nghe chị gọi nhưng mình cố tình không ra mở cửa. Thật ra là chị cũng có chìa khóa, nhưng lần nào mình cũng ra tận nơi để còn dắt xe giùm chị, xách ba lô giùm chị để còn thấy chị nhanh hơn vài giây. Chị bước vào phòng hổn hển, sao tối qua em tắt máy, em đi đâu mà? Chưa hỏi hết câu thì chị ngưng lại. Có lẽ vì chị đã thấy cái điện thoại nát bét ở góc tường, cái quạt gãy cổ và một số thứ đổ lung tung đầy phòng, kết quả của cơn điên tối qua của mình. Không đợi chị hỏi thêm, mình hỏi chị với bộ mặt tỉnh rụi. Chị có biết là hôm qua em đã lo cho chị như thế nào không? Em đi tìm chị mệt mỏi như thế nào không? Chị cũng biết là hôm qua em lên mà. Chị hơi hoảng sợ, có lẽ vì lần đầu tiên chị thấy thái độ của mình như vậy. Chị run run. Hôm qua điện thoại chị hết pin, nhưng mà chị có nhờ anh Mạnh nhắn cho em rồi mà. Mình hét lên, nhờ anh Mạnh nhắn tin á? Chẳng có tin nhắn nào hết, chẳng có cái gì hết. Chị thút thít, hai bàn tay chị giữ chặt lấy nhau. Em đừng làm chị sợ. Hôm qua chị về trễ, điện thoại chị hết pin. Hết pin mà. Với lại chị lớn rồi mà. Mình được thể làm tới. Bây giờ nghĩ lại thấy ngày xưa mình bắt nạt chị ghê quá. Mình có là cái gì của chị đâu cơ chứ. Chị mà lớn à? Chị lớn sao suốt ngày khóc nhè? Sao suốt ngày xem phim hoạt hình? Sao suốt ngày cứ hát luyên thuyên vớ vẩn? Suốt ngày bắt em dẫn về bị sợ ma? Chị lớn lắm rồi. Lớn tới mức ôm đàn ông giữa đường cũng không biết ngại. Mình buột miệng. Thật ra mình không hề có ý định nói câu đó. Chị đứng im, cúi gằm mặt mà không dám nói gì. Chị đã hiểu nguyên nhân tức giận của mình. Cảm giác lúc đó chị đang xấu hổ và sợ mình lắm. Mình cũng không nói gì thêm nữa, ngồi im trên giường. Chị cầm cụi dọn dẹp phòng mình, mắt không dám nhìn mình, tóc xõa xuống nên mình không để ý là chị có khóc hay không. Nhìn chị bỗng thấy có lỗi, sự giận dỗi, vô lý của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào. Không hiểu lúc đó chị nghĩ gì, chị bỗng chạy lại, ôm mình thật chặt khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình cũng bất ngờ và sốc nặng. Chị nói nhiều lắm, giàn giụa. Chị nói là thấy mình lo lắng cho chị như vậy, chị xúc động lắm. Lần đầu tiên có người lo cho chị như vậy, chạy vạy xông xáo khắp nơi tìm chị như vậy. Nghe mình chửi chị, không hề giận mà chỉ thấy thương mình và hạnh phúc. Chị xin lỗi, lặp đi lặp lại. Chị nói chị cũng xem mình như em ruột, như gia đình của chị vậy. Chị không ngờ mình lại lo lắng cho chị đến vậy. Sau này dù có chuyện gì, chị cũng không bao giờ bỏ rơi mình. Đến lúc này, mọi thứ ám ảnh mình từ tối hôm qua dường như tan biến gần hết. Mình trở lại với con người thật, dễ mủi lòng và mụ mị. Người con gái mà mình yêu thương nhất đang ở trong vòng tay mình, nói những lời yêu thương với mình, dù chỉ là yêu thương theo kiểu gia đình. Nó làm mọi thứ trong cơ thể dường như tan chảy. Mình cũng ôm chị, vuốt tóc và lau nước mắt cho chị, nói gì đó mà mình bây giờ còn không nhớ rõ nữa. Cũng rất nhiều chuyện như tuyệt nhiên không có từ yêu nào trong đó cả. Chị phải đi học, hai chị em vẫn lí lắc chào hỏi nhau như mọi hôm, nhưng có phần gượng gạo, có lẽ ảnh hưởng từ cái ôm thật dài vừa nãy. Chị đi một lúc lâu thì mình mở nguồn điện thoại lên,
Hồi nãy chị có ráp lại cho mình vô số tin nhắn của chị được gửi tới, trong đó có một tin mà đến bây giờ mình vẫn còn giữ. Chị nhận lời yêu anh Mạnh rồi đó cu, hi hi. Mình đọc tin nhắn, tay run lẩy bẩy không cầm nổi điện thoại, có cái gì đó vụn vỡ. Một tuần sau đó, mình gần như sống trong tuyệt vọng, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, muốn sốt. Thật sự là mình không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà nằm li bì một chỗ, hoặc chẳng còn muốn đi chơi với bạn bè. Tự tra tấn mình bằng thứ nhạc rock điên loạn, mình gần như buông xuôi. Cố gắng cuối cùng của mình là mỗi lần chị đi chơi với anh Mạnh, mình lại hay tìm mọi cách để gọi cho chị, biện mọi lý do để gọi, để SMS. Thậm chí có những lý do ngớ ngẩn mà mình chỉ vội nghĩ ra sau khi gọi, như dặn chị đừng ngồi hàn thuyên kẻo mũi chích, hỏi chị ăn sáng trưa vào lúc 1 giờ chiều, thậm chí gọi chị hỏi chị mấy giờ rồi. Mình đang phá họ một cách thực dụng nhất, làm một control đúng nghĩa. Những lúc họ đi chơi tối với nhau, khoảng 9 giờ 30 tối là mình liên tục gọi bắt chị về nhà. Có lúc chị đùa, em quản lý chị còn ghê hơn ba chị nữa. Nhưng tuyệt nhiên, mình chưa bao giờ thấy chị khó chịu hay cảm thấy bị phiền. Chị nói, từ nay em thành cái chuông báo thức của chị rồi, mà chuông này bị lỗi, kêu liên tục, ha ha. Mình cười gượng gạo, chỉ có anh Mạnh là cảm thấy bị phiền. Có lần anh nói với mình, nửa đùa nửa thật, chú mày cứ gọi liên tục, anh có ăn thịt chị chú đâu mà lo, đi chơi với anh thì không ai dám làm gì đâu. Mình cười trừ mà không nói gì. Mình hiểu anh ta nói khéo. Thật ra cho đến lúc này, anh Mạnh vẫn nghĩ mình là em họ của chị, bởi vì mình giới thiệu như thế. Chị cũng thừa nhận điều này với anh Mạnh và mọi người vì vài lý do tế nhị. Mình làm như vậy gần như không có tác dụng, mình cũng biết, nhưng sợ cái điều gì đó xảy ra lắm. Mình là thằng cũng đã trải qua một mối tình, không phải trai tơ gì và cũng suy nghĩ không gọi là quá trong sáng. Nhưng chị của mình thì khác, chị như một tờ giấy trắng vậy. Mình sợ, rất sợ tờ giấy ấy bị vấy bẩn. Ở chung với chị, ăn chung, thì thoảng ngủ chung giường, không phải là mình không có cảm giác gì, con người chứ đâu phải khúc củi. Nhưng nếu ai tiếp xúc với chị sẽ thấy, chị chỉ là một cô bé con, một thiên thần trong sáng. Làm điều gì đó với chị là ác độc, là khốn nạn còn hơn quỷ. 2 tuần trôi qua, chị và anh Mạnh ngày càng thân thiết hơn. Chị rạng rỡ và yêu đời hẳn so với sự tiều tụy của mình. Chị vô tâm quá chị ơi, tình yêu khiến cho chị vô tâm từ lúc nào. Anh Mạnh là mối tình đầu của chị, mặc dù chị có khá nhiều người theo đuổi. Mối tình đầu của cô gái hay mơ mộng, lúc nào cũng mong gặp được bạch mã hoàng tử, mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích. Chị yêu như kiểu một cô bé 5 tuổi yêu một cô cậu có má lúm đồng tiền cùng lớp học mẫu giáo vậy. Nhưng bà chị đáng thương của tôi ơi, anh ta không phải bạch mã hoàng tử đâu, anh ta cũng không phải cậu bé đáng yêu kia. Anh ta chỉ là một gã thợ săn cưỡi trên con xích thú hung hãn. Và chị cũng không phải là công chúa, chị chỉ là một con thỏ ngơ ngác, chiến lợi phẩm của một cuộc đi săn của anh ta thôi. Buổi tối đó có thể xem như là định mệnh, nó làm mọi việc gần như xáo trộn, biến mình thành một thằng tiểu nhân và khiến anh ta trở lại đúng với con người thật của mình. Tối đó mình đi chơi lễ về khá trễ, điện thoại thì hết pin từ tối nên không thể gọi cho chị được. Vừa đến nhà thì việc đầu tiên của mình là cắm sạc và gọi ngay cho chị. Điện thoại của chị không liên lạc được, mình tắt máy gần như ngay lập tức và chuyển sang gọi cho anh Mạnh. Người nghe máy không phải là anh Mạnh mà là một giọng nữ trầm. Mình vội hỏi, xin lỗi, cô cho con gặp anh Mạnh được không ạ? Anh Mạnh đang đi tắm rồi con ạ. Mình vừa cảm ơn vừa định cúp máy thì bên kia hóm hình, xíu cô kêu anh Mạnh gọi lại cho con nha. Mà cô là bạn gái của anh Mạnh chứ không phải mama của anh Mạnh đâu. Bộ giọng cô già lắm hả? Mình bần thần một lúc lâu không nói được gì. Chị ấy alo mấy lần không nghe rồi cũng cúp máy. Hàng loạt câu hỏi tỏa ra trong đầu mình. Bạn gái anh Mạnh à? Thật hay đùa vậy? Chị thì sao? Trời ạ! Khuya thì mình mới nhận được tin nhắn của chị chúc ngủ ngon. Chị ở nhà học bài cả buổi tối, điện thoại sạc pin nên không để ý.
Mình biết là chị nhắn hai tin cho mình và cho cả anh Mạnh. Anh ta đọc nó lúc đang trên giường với một người đàn bà khác. Nghĩ đến đây thôi, mình đã thấy thương chị và sôi máu vô cùng. Sao anh ta có thể làm như thế với chị mình chứ? Thật khốn nạn và điều cáng mà. Mình chỉ mong trời sáng thật nhanh. Tối hôm đó, mình cũng nghĩ đến vài người. Những người mà trước đây có lần anh Mạnh dắt đi chơi chung trước khi anh Mạnh quen chị. Nhưng người mà mình nghĩ đến nhiều nhất chỉ có một chị mà lần trước anh Mạnh nhờ mình trở về. Mình lầm lì và chị đó cũng khá lớn tuổi nên cũng chỉ trở về nhà cho tới hết trách nhiệm rồi thôi, chứ cũng không hỏi han nhiều. Chỉ biết chị đó tên Thảo, hình như là Phương Thảo. Sáng thì anh Mạnh gọi lại cho mình hỏi tối qua có chuyện gì gọi anh. Mình vội nói ngay là dù tối nay qua nhà mình nhậu. Anh Mạnh đồng ý ngay vì mình nói là có cả chị nữa. Buổi tối chị đi học về thì ghé. Mình có dặn chị mua vài thứ, anh Mạnh thì mua đồ uống. Mình cũng mua thêm vài thứ y hệt những lần ba người trước đây. Chuyện ăn uống thì không có gì đáng kể, vẫn là sự huyên thuyên của chị và anh Mạnh. Mình thì ngồi lâu lâu nói vài câu cho có lệ. Mục đích chính của mình là đợi mượn điện thoại của anh Mạnh để nhắn tin với lý do điện thoại mình hết tiền. Anh Mạnh tất nhiên đưa ngay ra rồi quay sang nói chuyện với chị. Mình vào phần danh bạ, lưu vài số vào đầu với cái tên như em, A, tên vài người có vẻ là nữ và đặc biệt có một cái tên là T. Trí nhớ của mình cũng thuộc loại kha khá nên cũng lưu lại được 5-6 số điện thoại vào đầu. Đến chiều ngày hôm sau, mình mới bắt đầu gọi để test bằng sim khuyến mãi. Số đầu tiên mình gọi là T. Đúng là chị Thảo, Phương Thảo. Chị ấy cũng đúng là bạn gái của anh Mạnh và cũng nhớ mình khi mình nhắc lại lần chờ chị về trước đây. Thật nhanh gọn và gây choáng, mình nhanh chóng xin một cái hẹn thì chị nói sang tuần sau mới về Sài Gòn. Thấy thái độ lấp lửng về việc đừng nói gì với anh Mạnh nha chị của mình, hình như cũng thấy khá tò mò và hứa sẽ đến đúng hẹn. Thật sự là lúc đó mình dằn vặt lắm, không biết là mình làm như thế là đúng hay sai, có phải là quá hèn hạ không? Mình gặp chị ấy rồi sẽ nói những gì, sau đó sẽ ra sao, chị ấy sẽ như thế nào với anh Mạnh? Nhưng nghĩ đến chị, mình dẹp bỏ tất cả. Nói thẳng là mình vì chị có thể làm mọi thứ, kể cả đánh đổi lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Sáng sớm, ở quán Osaka Bắc Hải, khu nhà mình là điểm hẹn, chị đến rất đúng giờ. Chị khoảng 25 tuổi, nhìn lịch sự kiểu dân văn phòng và khá xinh. Đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chị. Sau màn chào hỏi thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn. Nói trắng ra là mình kể toẹt hết mọi thứ của anh Mạnh và chị của mình. Rằng anh Mạnh đã lừa dối tình cảm của cả hai chị. Rằng chị mình là người như thế nào. Rằng mình phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi phải nói đến điều này với chị. Mình đang làm công việc của một thằng hèn lèo mép. Chị ngồi im bình tĩnh nghe mình nói, gần như không có phản ứng gì. Nghe xong chị nói một câu khiến mình cứng họng, gần như không biết nói gì thêm. Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng việc này chị biết rồi em à. Mình đơ người và thật sự khó hiểu tột cùng. Chị biết rồi mà vẫn để việc đó xảy ra ư? Chị đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại như vậy? Nó khiến mọi kế hoạch của mình gần như tiêu tan. Sau này với chị quen nhau thì mình mới biết chị đã 30 tuổi, yêu anh Mạnh đã 7 năm nay. Đã nhiều lần chị biết anh Mạnh ngoại tình, nhưng chị chỉ biết khóc chứ không dám làm gì. Anh Mạnh đã lấy hết tuổi trẻ của chị rồi. Dứt anh Mạnh ra là việc chị không thể làm nổi. Nói cách khác, chị cam chịu. Những người phụ nữ như chị thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Lúc chào chị về, thấy mắt chị đã hơi ướt ướt. Thật ra là chị có xúc động. Không hiểu là lần thứ mấy chị khóc rồi. Về đến nhà, mình đổ vật xuống giường, chán nản, mệt mỏi, khó hiểu và tức giận. Mọi thứ đổ dồn lên đầu mình khiến cho mình gần như sắp đổ tung. Buổi trưa chị qua nhà mình vẫn vui vẻ như mọi ngày. Nhìn chị vừa rửa chén vừa hát vu vơ, mình không thể kiềm chế cơn giận anh Mạnh. Và mình đã đi đến quyết định phải làm rõ ràng mọi chuyện, quyết định mà mình ân hận cho tới bây giờ. Ngày tối hôm đó, mình vừa gọi điện hẹn chị Thảo lần nữa.
Chị Thảo từ chối, không muốn gặp mình vì chị nói đã quá mệt mỏi và kiệt sức, rồi chị cúp máy. Mình gọi lại cho chị liên tục cả chục cuộc gọi. Cuộc gọi này chưa kịp dứt thì nhấn tiếp cuộc gọi. Cuối cùng, chị cũng chịu bắt máy. Mình xin chị đừng tắt máy mà hãy nghe mình nói. Mình lan man nhiều lắm, dồn dập và gần như van nài cầu xin chị. Mình nói với chị Thảo rằng chị của mình đã là tất cả đối với mình, rằng anh Mạnh là mối tình đầu của chị, rằng chị của mình hiền lành và yếu đuối tới mức như thế nào. Và hơn hết, mình nói thật ra mình không phải là em họ. Sau này chị Thảo nói đã nhận ra là mình yêu chị từ khi gặp mình ở buổi hẹn Osaka. Phụ nữ họ thật nhạy cảm. Mình van xin chị gần như đến lạc giọng. Cuối cùng thì chị Thảo cũng đồng ý gặp mình lần nữa, nhưng với vô số điều kiện. Tất nhiên mình đồng ý ngay. Đó là một buổi chiều tối định mệnh. Mình sắp xếp một buổi cà phê cho ba người, thật ra là bốn. Chị đi học về thì anh Mạnh tới trường rước chị tới quán cà phê đợi sẵn. Mình sẽ tới sau, mình dặn như vậy. Mình đi học về thì qua chỗ hẹn, vẫn đeo ba lô và mặc đồng phục trường. Chị và anh Mạnh đã tới sẵn đợi rồi, đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Lúc đó mình rất hình sự, hồi hộp, nhưng do đèn khá tối, họ không nhận ra mình. Vẫn cư xử như ngày thường. Được một lúc, thấy điện thoại rung. Mình biết là chị Thảo đã đến. Mình nghiêm giọng nói: "Em muốn anh chị gặp một người." Thái độ của mình rất khác ngày thường. Giọng mình run rẩy đến ngọng. Nói rồi mình nhấc máy: "Chị lên lầu 3, bàn trong cùng nhé." Mình để thái độ anh Mạnh có thể thay đổi. Cũng đúng thôi, anh ta là thạc sĩ, đủ thông minh để hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Anh ta ngồi xoài ra sau, hai tay hai bên rất thoải mái và có vẻ thách thức. Chỉ có bà chị đáng thương của mình là ngồi ngơ ngác nhìn mình, sợ sệt và không dám hỏi. Chị Thảo vừa lên đến nơi, nhìn thấy ba người thì giật mình hiểu ra. Chị đứng im lại, cúi mặt mà không bước tiếp. Mình chạy ra níu tay chị Thảo và nói: "Chị ngồi đây, em muốn nói với mọi người vài vấn đề." Lúc này anh Mạnh đứng dậy nói lớn và rất rõ ràng: "Em không phải nói gì nữa, mọi chuyện chấm dứt ở đây được rồi." Rồi anh ta bỏ đi, không thèm quay lại nhìn chị lấy một cái. Mình và chị Thảo đứng bất động. Chị Thảo đang khóc, nước mắt lan dài trên má. Người đàn bà ấy cũng đáng thương như chị mình, suốt đời phải khóc vì những thằng đàn ông phụ bạc. Một lúc sau thì chị Thảo gạt nước mắt, cố gắng cười nhắc mình: "Chị quen rồi, em xuống nhà xem bé đó sao rồi, chị phải đi đây. Hồi nãy chị mình đuổi theo gã Mạnh." Mình giật mình nhớ ra và phóng như bay xuống dưới. Chị đã đứng trong bãi gửi xe, cúi mặt, cơ thể run lẩy bẩy, hai tay như muốn vò nát lẫn nhau. Có lẽ anh Mạnh vừa nói điều gì đó rất phũ phàng với chị, và có lẽ đó là lần đầu tiên một cô bé như chị đón nhận sự cay nghiệt của cuộc đời. Mình chạy lại thật nhanh, ôm lấy cơ thể gần như mềm nhũn của chị và nói: "Chị ơi, về nhà với em." Mình dìu chị vào nhà để chị nằm xuống và vội chạy đi mua nước và thuốc an thần cho chị. Chị nằm im, mở mắt trừng trừng, gần như không nói gì hay làm gì cả. Chị chỉ còn là một cái xác không hồn. Mình phóng ra ngoài mua thuốc, mua nước, mua đồ ăn cho chị, gấp gáp đến từng giây từng phút. Về đến nhà, chưa kịp khóa xe khóa cổng, mình chạy vào nhà ngay với chị. Nhưng trời ơi, chị của tôi đã đi đâu rồi? Phòng tắm, ban công, nhà bếp, không có chị, không thấy chị đâu cả. Gần như một thằng tâm thần, mình bay ra khỏi cổng gào thét thảm thiết: "Chị ơi, chị ơi." Mặc cho hàng xóm dòm ngó, mình vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ xem chị đi đâu trong lúc này. Điện thoại chị đã tắt nguồn. Tin nhắn đến, mình vô lấy đọc ngay. Tin nhắn của lão Mạnh: "Em hèn lắm Huy ạ, không đán mặt đàn ông, chào em." Mình không còn quan tâm đến lão ta nữa. Từ lâu, lão không còn là người mình từng kính trọng nữa rồi, đã hết sạch rồi. Giờ mình chỉ còn cần chị thôi. Mình phải đi tìm chị ở đâu giữa Sài Gòn đông đúc bây giờ? Mình chạy qua nhà chị, không có. Lên quán cà phê quen, cũng không có. Nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố, những chỗ mà bọn mình hay lui tới cũng không có. Mình chạy xe mà gần như không còn để ý xung quanh có những gì. Đèn vàng, đèn đỏ,
mình cũng vượt hết, bị chửi, bị hò hét, mặc kệ. Chị đang ở đâu? Chị ơi! Điện thoại rung. Của chị. Trời ạ! Mình gần như bóp nát cái nút nghe. Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu? Chị! Sao chị không nói gì? Chị nói đi! Chị nói đi chị! Em xin chị! Chị đang ở đâu? Mặc cho mình nói, mình xin xỏ, mình năn nỉ. Một lúc lâu sau chị mới nói. Chị... Xin lỗi em. Rồi tắt máy. Tiếng ỏ ý e nghe thật sự khủng khiếp. Nó cứ mất gần như hết sự bình tĩnh của mình. Mặt mình tái không còn một giọt máu. Chị đang ở đâu hả chị ơi? Chị đừng làm em sợ. Thằng đàn bà như mình cũng cúi gục và khóc, khóc thành tiếng. Sao chị không nói gì? Chị ở đâu mà nhiều gió vậy? Em chỉ nghe thấy tiếng gió thôi, không nghe chị nói gì cả. Mình nghĩ đến đây thì bừng tỉnh. Có cái gì đó chạy dọc sống lưng, lạnh lắm. Chẳng lẽ chị đang ở cầu Phú Mỹ? Trước đây bọn mình hay ra chỗ này hóng gió. Chị nói chị thích đứng đây, cảm giác tự do và thoải mái. Không kịp nghĩ gì thêm, mình chạy xe lên cầu Phú Mỹ ngay lập tức. Vừa đi vừa lại trời là không có chị ở đó. Nhớ lại mặt chị lúc nãy, mắt mở trừng và ứa nước, mình không dám nghĩ tiếp. Chị đứng trên cầu, đứng một mình. Vừa thấy chị, mình đã quăng cái xe không kịp dựng mà chạy lại nắm tay kéo chị. Chị, về nhà với em, về nhà. Chị giằng tay mình. Em đi đi, chị không về đâu. Chị xin em, hãy cho chị ở một mình. Mình gào lên. Chị ơi, em xin chị còn thương em thì về nhà. Chị đừng hủy hoại mình như vậy. Chị có biết là em sợ hãi như thế nào không? Chị nhìn mình, cố gắng cười. Ngoan, nghe lời chị, về đi cu. Đừng lo cho chị nữa, chị không xứng đâu. Chị về ngay. Em yêu chị, chị có biết không? Em yêu chị đấy, em không muốn mất chị. Chị nhìn mình, vuốt tóc mình chống chế. Ừ, yêu chị thì về đi, chị cũng yêu em lắm. Mình gào lên. Không phải, chị ơi, anh yêu em đấy, yêu như thế này này. Mình cầm cái chai Sting gần đấy phang mạnh vào đầu, máu tóe ra, chảy xuống mặt, đỏ lòm cái áo trắng đi học. Mình hét lên lần nữa, chị về đi, về với em. Lúc này thì chị hoảng thật sự, nắm chặt tay mình sợ hãi, gỡ cái cuống chai trên tay mình ra, lẩy bẩy. Chị về mà. Em ngồi xuống để chị lau máu. Mình nói như ra lệnh. Xíu nữa lau sau, chị về với em. Chị sợ hãi nghe lệnh mình, cuống lên xe ngồi, ôm chặt mình, chặt lắm. Mình phóng như bay, theo hướng về Vũng Tàu. Hình như con người khi đã đạt đến một cảnh giới vô thức nào đó, thì sẽ không cảm nhận được mọi thứ đau đớn, mùi vị, sợ hãi. Tất cả hành động dường như không phải điều khiển bằng bộ não, nó gần như là bản năng. Mình chạy xe rất nhanh, kéo hết tốc lực của chiếc Sirius tra thuyền con nối. Chị ngồi sau ôm mình chặt cứng, van xin mình để chị xuống, để chị lau máu và đưa mình vào bệnh viện. Mình biết là chị đang cảm thấy rất hoảng loạn. Bình thường chạy xe có hơi nhanh một xíu là chị ngồi sau nhéo hoặc đấm bụp bụp lưng mình rồi. Chị nhát lắm. Gần đến thành phố Vũng Tàu thì cơ thể mình gần như kiệt sức, đầu óc như có hàng vạn con ong vo ve phía trong. Mình dừng xe lại vì biết là không thể chạy được nữa. Hơn hết là mình bắt đầu cảm thấy sự ngu dốt khi mạo hiểm tính mạng của chị như vậy. Mình không còn nhớ lúc đó như thế nào nữa. Hình như là mình rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sáng ngủ dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Chị ngủ gục ở dưới chân. Tội nghiệp chị quá. Mình nằm im khi chị ngủ. Đầu mình đã bị cắt đi một chỏm tóc và băng kín mít. Hơi ê ẩm nhưng không đau. Nói thật là sau này nhiều khi xem phim thấy cái cảnh này, mình ngồi thẫn thờ mấy phút vì đồng cảm. Một lúc thì chị tỉnh. Mắt chị không đỏ mà gần như hai củ mắt thâm đen. Chắc chị vừa ngủ gục. Chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Chị hỏi han mình đủ kiểu, mang đồ ăn, nước uống cho mình, nắm tay mình. Thấy chị lại khắp khóc, mình nói ngay. Chị không được khóc, em có chết đâu mà. Chị bặm môi nín.
Mình cầm tay chị nói với thái độ chân thành và tình cảm nhất mà mình có thể. Chị quên chuyện hôm qua đi nha, quên hết đi, không đáng để nhớ đâu. Chị bảo, hôm qua có chuyện gì với em? Mình bật cười, lần đầu tiên thấy chị trả lời thông minh quá. Buổi trưa hôm đó, mặc dù chị đằng nặc đòi ở lại, nhưng mình không chịu, nhất định bắt chị về phải đi học, phải về nhà. Mình biết ba chị là người như thế nào. Tối qua mình đã không nhớ đến điều này, cứ vô tâm nghĩ chị cũng tự do như mình. Nằm viện 3 ngày thì mình xuất viện. Thằng bạn đi xe đò xuống rồi chở mình về, chị nhờ nó thế. Về đến nhà thì mình nhận được tin nhắn của chị. Ba chị bắt chị phải về nhà ăn cơm trưa và phải có mặt trước 9 giờ 15 tối, đúng 15 phút khi tan học Anh Văn. Hình như phạt sau buổi tối đi đêm. Mặc dù chị có nhắn tin về nhà xin phép, nhắn tin rồi tắt nguồn luôn. Lúc đó mình cũng khá bình tĩnh vì đã mờ mờ cảm nhận được qua những lần nói chuyện điện thoại với chị. Với lại mình chủ quan nghĩ chắc vài ngày nữa là được tha. Chị lại qua nhà mình, lại ăn cơm trưa, lại hát hò, sẽ không phải sự xuất hiện của anh Mạnh nữa. Nó khiến mình lạc quan lên hẳn. Nhưng mình đã lầm to. Một tuần trôi qua, sốt ruột và lo lắng, mình vẫn dành thời gian chờ chị lúc học Anh Văn về nhà, thi thoảng chờ chị trước cổng trường để đưa chị chai nước, hộp bánh. Nhưng thời gian của chị quá gấp gáp, lại đúng mùa thi cử, nên gần như mình không nói với chị được nhiều. Tối về chỉ biết gọi điện thoại, nhắn tin cho chị, chúc chị ngủ ngon qua Facebook. 2 tuần trôi qua, chán nản thật sự. Lúc đó cảm giác gần như là thèm khát chị, tay chân bấn loạn muốn đấm đá cấu xé. Chỉ chờ chị qua nhà là sẽ bay thật nhanh đến ôm chị thật chặt, ôm chị đến nghẹt thở, không cho chị thoát luôn. Sẽ nói với chị tất cả tình cảm chứa chất trong lòng bấy lâu nay, nói thật rõ ràng và rành mạch, không thì thầm thủ thỉ. Sáng ngày thứ 16 thì nhận được tin nhắn của chị. Chắc từ nay chị không qua ăn cơm trưa với em được rồi cu ơi. Ba chị nói nếu còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì... Với lại Huy ơi, đừng yêu chị nha, chị sợ lắm, mình là chị em mà. Mình gọi lại ngay cho chị, tiếng nhạc chuông, con mèo rửa mặt mà nghe não nề đến thế. Mình biết chị ngồi ngay đó mà không nghe máy. Chị đang sợ mình, sợ yêu, sợ đàn ông, sợ tất cả. Mình vô tâm chỉ nghĩ đến bản thân mình mà dường như quá nóng vội và nông nổi khiến chị khó xử. Tối qua, mình đã nhắn một tin chúc chị ngủ ngon kèm theo 3 chữ anh yêu em ở cuối. Điều mà mình chưa bao giờ làm, và tin nhắn vừa rồi của chị gần như là rep tin nhắn của chị. Chiều hôm đó, mình chờ chị ở trước cổng trường. Chị thấy mình thì đi chậm lại, khác hẳn với vẻ hung hăng như bố tới đón trước đây. Chị hỏi, hôm nay em không phải đi học hả? Mình nói luôn, hôm nay em nghỉ, chị cũng nghỉ hôm nay nhé, em muốn nói chuyện với chị. Không kịp để chị trả lời, mình với lấy ba lô của chị bỏ lên phía trước. Chị ngoan ngoãn ngồi lên xe sau mình, ngoan ngoãn một cách tội nghiệp. Mình đang ép chị, đang làm chị sợ. Mình chẳng đi đâu xa, mình chờ chị đến chỗ câu cá quen thuộc của hai đứa mỗi lần rủ nhau trốn học. Dự định ban đầu của mình là chỉ muốn xin lỗi chị về chuyện đi Vũng Tàu, về cái chai, về sự có mặt của chị Thảo trong buổi cà phê hôm đó. Mình chỉ định nói với chị đã hiểu lầm tình cảm, chứ thật ra mình không yêu chị. Mình muốn trở lại là chị em như xưa. Mình muốn níu kéo một cái gì đó vô hình. Nhưng không hiểu sao đến phút cuối mình lại thay đổi ý định. Dường như tình cảm chất chứa kìm nén trong lòng bấy lâu nay, nó lại bùng phát một cách bất ngờ. Mình ngồi đối diện chị, nhìn chị hiền lành ngồi co ro chờ mình nói. Như một cây kim đâm vào chiếc lốp xe căng mọng, mình túm chặt lấy tay chị và nói như chưa bao giờ được nói. Nói lan man và rất dài dòng, tung tóe và dữ dội. Chị ngồi im re, thi thoảng lại lí nhí. Mình là chị em mà, mình là chị em mà, đừng làm chị sợ mà. Mình đứng bật dậy, ôm chặt chị và quát rất to. Chị nói dối, chị cũng yêu em. Chị nói là chị thương em lắm mà, sao chị không dám nhận chứ? Chị nói đi, chị yêu em đi. Ôi, cái thằng Huy điên này, mày chỉ là ngộ nhận ngu ngốc thôi, ai thèm yêu một thằng điên như mày chứ.
Mày điên rồi Huy ạ. Mày thật sự điên mất rồi. Nhân viên ở chỗ câu cá thấy ồn ào chạy lại xem. Chị thấy thế nên đẩy mình ra. Mình vẫn giữ chặt lấy chị, tưởng như khi thả chị ra rồi chị sẽ chạy mất, mất hút như chú cá giật sẩy, sẽ không bao giờ còn được câu lại nữa. Thấy chị khóc, mình mới chịu bỏ ra. Chị vừa khóc vừa nói: Huy ơi, đừng làm chị sợ. Chị chỉ muốn mình là chị em thôi. Chị không muốn yêu ai nữa hết. Hứa với chị đi Huy ơi. Mình rất sợ nước mắt, đặc biệt là của chị. Mình ngồi xuống một lúc không nói được gì, không dám hứa gì cả. Mình muốn kết thúc thật rồi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình không muốn làm chị em nữa. Chị em để rồi một ngày nào đó có người khác cướp chị đi mất như Lão Mạnh. Lúc ấy làm sao mình sống nổi, làm sao mình có thể giành lại chị. Sẽ không có một chị Thảo thứ hai nào hết. Một tuần sau đó, chị không nghe máy của mình, tìm mọi cách trốn tránh mình. Chị đang sợ phải đối mặt với mình. Những tin nhắn yêu đương, nhớ nhung của mình gửi đến chị luôn nhận được là những tin reply rất ngắn gọn và giống nhau. Mình là chị em mà Huy ơi, chị không xứng đâu em ơi. Mình cảm giác như chị nói câu này bằng hơi thở, nói đi nói lại đến lạc giọng. Mình thì cứng đầu, nghĩ là sẽ làm chị thay đổi, sẽ không nhượng bộ chỉ một lần nữa, sẽ không làm chị em nữa, chị sẽ thuộc về mình, sẽ là cô gái của mình. Mình sẽ làm được. Mình còn nhớ như in vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 2. Chị bất ngờ gọi cho mình, nhờ mình làm một việc. Việc này mình xin giữ bí mật, có lý do gì để mình từ chối chứ. Mình đóng cửa đi ngay, mặc dù còn cả tiếng nữa chị mới cần. Mình đến điểm hẹn, nhà hát thành phố chờ chị. Nửa tiếng sau thì chị ra. Chị cười với mình, nụ cười đầy mệt mỏi. Chị bảo là chị không nhờ được ai nên mới nhờ mình. Chị xin lỗi, nói chung là chị nói rất khách sáo. Mặc dù đây chỉ là việc còn con và hai chị em đã thân thiết đến nhường nào. Mình gắt lên: Chị nói kiểu gì vậy? Xin lỗi là sao? Sao chị nói với em có vẻ xa cách quá vậy? Chị xem em là người lạ ấy à? Chị lại cười chống chế: Ừ, chị quên. Lúc chia tay chị, mình thấy trong mắt chị có cái gì đó rất lạ, rất hoang mang và mơ hồ. Mình vốn là người nhạy cảm và hay để ý thái độ. Chị là người cực kém giấu cảm xúc. Bản năng của một thằng đàn ông cũng như việc sâu chuỗi những việc xảy ra trong những ngày qua, những tin nhắn, cuộc gọi, thái độ và sự ấp úng trong câu trả lời của chị vừa nãy, nó khiến mình quyết định đi theo chị. Lần đầu tiên kể từ khi quen chị, mình nghi ngờ chị. Nghi ngờ người không bao giờ biết nói dối, người mà mình tin tưởng hơn cả chính bản thân. Sau một hồi lòng vòng, chị dừng xe lại trước bệnh viện Từ Dũ. Điều này khiến mình sốc nặng. Nếu như là trước đây thì mình sẽ không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn chạy lại hỏi xem chị đi thăm ai. Nhưng lần này thì khác, nó có cái gì đó rất khó hiểu. Cố vứt bỏ những nghi ngờ kinh tởm nhất trong đầu ra, mình cố gắng chờ chị, cầu mong chị sẽ rời khỏi đó sau khi đã gặp ai, sau khi làm gì đó, hoặc chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng mà không phải, chị không đi đâu hết mà đi thẳng vào dãy nhà đối diện phía khu bệnh viện lớn, chỗ dành cho người ta nạo hút thai. Lúc này thì cơ thể mình thật sự nóng bừng rồi. Mình muốn xông vào hỏi chị, tra vấn chị, lôi chị đi ngay khỏi cái chỗ kinh tởm ấy. Lúc đấy một thằng con trai chưa nếm trải gì nhiều như mình quan niệm như thế. Nhưng chút tỉnh táo còn lại của mình khiến mình đứng chờ 30 phút trong tình trạng cực kỳ hồi hộp và chỉ còn biết cầu trời khấn Phật cho chị mau chóng ra khỏi đó. Thời gian trôi qua, sự nghi ngờ trong đầu mình càng lớn, lớn đến nỗi muốn nổ tung óc. Chị vào đó làm gì vậy chị ơi? Thăm ai vậy chị ơi? Sao chị không ra? Trễ rồi chị ơi. Hay là chị vào đó để... Nghĩ tới đó thì mình đã tát tay vào mặt mấy cái liền, tát rất mạnh, có lẽ đỏ hết hai má vì tát đến rát tay. Tự chửi mình rằng mình khốn nạn vì đã nghi ngờ chị. Với ai thì có thể, chứ chị thì tuyệt đối không thể nào, không bao giờ. Mình tin là như thế mà. Có lẽ nếu tiếp tục đứng ở ngoài, mình sẽ chết vì đau tim hay ức chế mất.
bản chất tò mò của con người của mình bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước đây, mình thuộc dạng vô tâm, sao cũng được, và chắc không có gì đâu. Nhưng lần này thì mình không thể. Cuối cùng mình quyết định gửi xe đi vào trong. Bãi gửi xe hết chỗ nên mình phải đi vòng xuống nhà thuốc, rồi gửi, rồi đi lên. Đi đến khu nạo phá thai, đối diện cổng chính Tử Dũ, mình bắt đầu ráo rác tìm chị. Chỉ cầu mong chị đang ngồi đâu đó với một cô bạn, nắm tay an ủi người đó, thấy mình sẽ chạy lại ngạc nhiên hỏi mình sao lại ở đây. Mình đang cố gắng gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu để nghĩ tới những điều tích cực nhất. Bệnh viện đông quá, mình không nghĩ nó lại đông đến mức ngồi la liệt cả những dãy hàng chờ như thế. Lúc trước đây, mình tưởng tượng những chỗ như thế này thường rất u ám, mọi người đều im lặng và sợ hãi, giấu giếm. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, nó nhộn nhịp và ồn ào như cái chợ vậy. Không thấy chị đâu cả, chị không thể đi ngõ khác được vì nó chỉ có một lối ra duy nhất. Cuối cùng mình mới đánh bạo hỏi một anh ngồi ghế đá, có vẻ như đang đợi bạn gái hoặc vợ. Anh ấy chỉ cho mình biết là nếu thai lớn thì ở dưới, còn thai mới hình thành thì lên lầu, dãy bên trái. Mình cảm ơn rồi vội vã chạy lên lầu. Phía trên ít người hơn, ngồi chờ người đa phần là phụ nữ, vẫn không thấy chị đâu cả. Mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Mình đi đến cánh cửa chính và nhìn vào trong. Chị của mình ngồi ngay đấy, trên chiếc giường nhỏ. Phía trên là bảng hướng dẫn phòng tránh thai. Chị cúi gằm mặt, nghe bác sĩ chỉ lên màn hình rồi nói gì đó. Chị có nghe được gì không chị ơi? Chị mặc cái váy màu xanh da trời nhạt, rộng thùng thình. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Sao chị lại ngồi như thế? Sao chị buồn thế? Ai làm chị đau à? Ai ăn hiếp chị à? Nói cho em nghe đi. Chị có biết là cảm giác của em lúc này như thế nào không chị ơi? Em muốn lao đầu ra cửa sổ và chết đi cho rồi, nhưng không đủ sức lực để nhấc chân lên nữa rồi. Em đổ mình gục xuống cầu thang, hai tay ôm mặt, nước mắt tràn ra từ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời mình thấy cuộc đời vô nghĩa đến như thế, giả dối đến như thế. Người ta đọc đến tên chị vào phòng, mình ngồi bật dậy, gần như là vô thức. Mình xông thẳng vào phòng hút thai, chỉ toàn đàn bà nằm la liệt hồi sức và những người đang chờ tới lượt. Mình túm chặt lấy tay chị, không nói được tiếng nào. Túm chặt lắm, chắc chắn là chị ấy rất đau. Tay chị mềm lắm mà, chị đau đến trào nước mắt. Chị sợ hãi và run lẩy bẩy. Em tha cho chị xin em, thả tay chị ra, tha cho chị. Câu này giờ nói còn vang trong đầu mình cả ngàn lần. Ngay cả lúc nằm mơ, mình còn nghe thấy chị nói. Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn mình. Không ai nói với ai một tiếng nào cả. Ở cái chỗ này có lẽ nhìn sơ qua họ cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Chẳng ai có ý nghĩ ngăn cản hay làm gì mình cả. Ngay những ngày sau đó, ngày nào mình cũng lên mạng lên báo xem cô đăng không, sao mình lại bốc đồng như thế. Một lúc thì mình thả tay chị ra, lững thững bỏ ra ngoài, bỏ lại chị với vết bàn tay hằn lên đỏ rực. Lúc đó trong đầu mình không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng, cơ thể và suy nghĩ không còn là của mình nữa. Mình bước đi như người vô hồn, căm thù và ghê tởm chị. Chị thật bẩn thỉu và nhơ nhớp mà, sao chị có thể như thế được cơ chứ? Mọi thứ về chị gần như bị nhuốm thành màu đen. Chẳng hiểu sao lúc đó mình tính phóng ngay lên Đà Lạt. Đã có những lần khùng khùng nửa đêm mình chạy một mình lên Đà Lạt ăn sáng rồi uống cà phê rồi về. Mình muốn rũ bỏ mọi thứ, bỏ lại chị, bỏ lại Sài Gòn đầy sự giả dối, lừa lọc. Chạy đến Thanh Đa thì mình quay đầu xe lại, chạy như điên trở lại. Có cái gì đó nó cứ thức tỉnh mình, giằng xé, day dứt trong suy nghĩ của mình. Chị đang đau đớn như thế, cô đơn và sợ hãi như thế, mệt mỏi đến như thế. Tại sao mình lại bỏ rơi chị chứ? Mình đã từng bao giờ biết bao nhiêu lần hứa sẽ không bao giờ rời xa chị dù bất cứ giá nào. Chính lúc này là lúc chị cần mình hơn bao giờ hết cơ mà. Hơn hết, tình cảm của mình lớn hơn cái sự căm ghét tức thời kia rất nhiều, rất nhiều. Tự nhiên mình cảm thấy thương chị vô hạn. Dù chị có làm gì mình, tàn độc như thế nào đi nữa, mình sẽ xem đó là quyền của chị. Chị được phép làm như thế, bởi vì
bởi vì mình thuộc về chị từ rất lâu rồi. Chị chưa về vì còn phải nằm hồi sức. Mình biết vậy bèn ra ngoài cổng ngồi chờ. Hình như là hơn 2 tiếng sau thì chị ra, bịt khẩu trang, nhưng mình vẫn nhận ra dù chị có trùng kín người đi nữa. Chị thấy mình thì hoảng hốt, lập cập đi nhanh hơn. Mình lại gần chị, chưa kịp nói gì thì chị lắp bắp van xin mình: "Đừng đụng vào chị sợ lắm. Chị không biết gì hết. Chị không biết gì hết mà. Em cút đi, cút đi. Chị sợ em lắm. Em cút đi. Chị xin em cút đi." Rồi chị lấy tay bịt miệng, cố ghìm lại tiếng nấc mạnh: "Đừng đụng vào chị xin em, cút đi." Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Con quỷ sợ hãi nó nhập vào người của chị mình rồi. Khổ thân chị quá, sao chị lại ra nông nỗi này hả chị ơi? Mình đứng nhìn chị, cố gắng trấn an: "Chị đang mệt, để em chờ chị về nhé." Mình thò tay tính cầm ba lô của chị. Chị giật lấy rất nhanh: "Không, chị xin em mà Huy ơi." Rồi chị đi nhanh vào bãi gửi xe. Mình chạy xe chậm chậm theo chị 20 km/h. Chị đi rất chậm, lâu lâu lại dừng lại gỡ kính ra lau nước mắt làm mờ nó rồi. Lâu lâu rồi lại đưa tay bặm miệng để ngăn cái gì đó. Suốt cả quãng đường mình đi theo sau chị, nhìn dáng người nhỏ bé của chị, chiếc ba lô con rùa xanh của chị, có treo con ship mặt ngố quà của mình tặng, cái ba lô con nít học tiểu học. Chị đi chậm, nhưng mình có cảm giác không bao giờ mình có thể đuổi kịp chị, như thể chọc chị như trước. "Em ơi, cho anh làm quen nha." Không bao giờ chị lè lưỡi, đu khùng, rồi cười tươi ơi là tươi. Chị về tới nhà, vào nhà rồi, chị quay lại nhìn mình một lúc, rất lâu. Mình chỉ biết là chị muốn nói dìu gì đấy với mình, nhưng chị không cần nói đâu chị, em hiểu rồi, em sai rồi, tất cả là lỗi của em, lỗi của em hết. Chị nhắn tin cho mình: "Em về đi Huy, chị xin lỗi em nhiều lắm." "Chị không sao, ba chị sắp về rồi, mai chị khỏe, chị qua với em về đi nhé." Buộc mình phải đi về vì biết ba chị như thế nào. Ông rất dữ dằn và gia trưởng. Chị sống trong môi trường kiểu phong kiến ngày xưa, nhất nhất việc gì cũng phải thông qua ba chị. Ông nói một là một, hai là hai, không bao giờ chị dám cãi lời. Sự trong sáng đến ngây ngô của chị trước kia cũng là một phần nhờ sự giáo dục khắt khe của ông ấy. Từ chiều hôm đó, mình nhắn tin cho chị rất nhiều, tin nhắn động viên an ủi, thậm chí những tin nhắn đầy lạc quan vui vẻ, mình cũng cố gắng soạn để gửi đi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc sáng nay cả. Mình không muốn chị nhớ tới nó. Thì thoảng mình gọi điện để xem điện thoại chỉ còn đổ chuông không, chờ chị bấm nút bận để báo là chị vẫn còn ở đó. Chị không làm điều gì dại dột cả, dù sao thì mình vẫn sợ. Tối hôm đó chị nhắn tin xin lỗi mình, chúc mình ngủ ngon. Chị nhắn một tin rất dài từ trước đến giờ. Đọc tin xong mình thấy tội nghiệp chị quá. Sáng mình dậy sớm chuẩn bị đi học, việc đầu tiên là online, check mail và Facebook. Mình không nhắn hay gọi điện cho chị vì sợ chị tỉnh giấc. Mình biết là chị vẫn còn mệt lắm, cơ thể chị vốn đã yếu rồi, không biết tối qua chị có sợ hãi mà nói mơ nữa không. Mình nhận được mail của chị, vì hai chị em gần nhau nhưng gặp nhau cả ngày, điện thoại, tin nhắn cũng liên tục có một cái mail xuất hiện inbox khiến mình lo lắng vô cùng, đổ mồ hôi khi ngay còn sáng sớm. Mình kích vào, từ từ đọc từ trên xuống dưới. Một lá thư đúng nghĩa, nó rất dài, dài như vô tận. Chị kể những tháng ngày quen mình là niềm hạnh phúc vô đối với chị. Chị kể những kỷ niệm của hai chị em, về những lần đi chơi, về sự ấm áp khi được mình quan tâm, lo lắng, điều mà chị chưa từng trải qua. Chị xem mình như là em ruột, chị cũng thương và lo lắng và tin tưởng mình như chính chị vậy. Nhưng chị cần thời gian để quên đi, chị cần thời gian để bắt đầu lại mọi thứ, cần thời gian để kiếm một cái gì đó. Chị không xứng với tình yêu của mình dành cho chị. Chị mong mình hãy quên chị đi và tìm một người xứng đáng hơn. Chị không muốn vì chị mà ảnh hưởng đến việc học hành, thi cử. Mình nhấc máy điện thoại gọi cho chị,
bấm số mấy lần mới được vì run tay. Số điện thoại hiện không liên lạc được. Mình hiểu ngay có chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm qua, chị có nhắc đến việc muốn đi xa, thật xa. Chị làm thật hả chị ơi? Đừng dọa em mà. Mẹ chị bảo chị đi lên Nha Trang lúc 2 giờ sáng rồi, qua một nhà người họ hàng của chị. Hình như mẹ chị biết điều gì đó. Bà nói chuyện rất ấp úng và có vẻ muốn giấu điều gì. Mình đọc trong mắt được điều này, mình không tiện hỏi thêm. Một tuần sau, vẫn không liên lạc được với chị. Facebook của chị đã xóa, SMS cũng không hồi âm. Chị muốn trốn tránh mình thật rồi. Mình có làm gì đâu chứ. Mình chỉ làm chị sợ rồi sao. Mình hối hận quá. Sao mình lại nắm tay chị chặt như vậy chứ. Hẳn lên bàn tay nhỏ bé của chị rồi. Sao mình lại xông vào cái chỗ ấy chứ. Mình có quyền gì chứ. Mình sai rồi. Chị giận mình rồi. Chị sợ mình thật rồi. Mình đánh liều gọi qua nhà chị để hỏi mẹ chị, bảo chị vẫn chưa về nhà và không biết bao giờ về. Vô lý quá, vô lý. Nóng ruột và nhớ chị cồn cào đến mức tay chân bấn loạn, không thể nào ngồi yên một chỗ hay làm việc được gì cả. Chị bỏ em thật sao chị ơi? Sao chị nói ngày mai chị qua mà? Sao chị nói là sẽ không bỏ lại em một mình dù bất cứ hoàn cảnh nào? Sao chị nói là chị thương em nhất mà? Sao chị không giữ lời hứa chị ơi? Chị là đồ xấu xa đáng ghét. Đến ngày thứ 10 thì mình không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Mình thèm nghe chị nói, thèm khi thấy chị, thèm mọi thứ về chị, thèm như thằng nghiện thuốc, thậm chí còn vật vã và đau đớn hơn. Mình quyết định đi đến Nha Trang tìm chị, với manh mối duy nhất là có lần chị nhắc đến người bác họ ở Nha Trang, nhà ở đường Trần Hưng Đạo. Những năm gần đây, đi đâu mình cũng đi bằng xe máy. Lần này cũng vậy. Mình đi tìm chị như Tiểu Long Nhân ngày xưa ấy, đi tìm mẹ vậy. Tiểu Long Nhân đấy, ai còn nhớ không? 11 ngày lang thang ở Nha Trang, có mặt gần như cả ngày ở đường Trần Hưng Đạo, quán cà phê, siêu thị, chợ, khu vui chơi. Giờ cao điểm thì lang thang ở các bãi biển, những chỗ mọi người hay tụ tập. Nha Trang rộng quá, đông người quá, hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Chị mình thì nhỏ bé. Đến ngày thứ 12 thì mình tuyệt vọng thật sự. Lúc đó ai mà gặp mình ở Nha Trang có lẽ phải e dè tránh xa mình vì nghĩ mình là một thằng nghiện. Râu ria lìa chỉa không thèm cạo, mặt thì phờ phạc xanh xao vì mất ngủ và không muốn ăn gì. Mình buộc phải quay về vì đã tiêu đến đống tiền cuối cùng. Về đến Sài Gòn thì việc đầu tiên của mình là qua nhà chị. Cửa khóa trái, con chó hay cột trước nhà cũng không thấy đâu. Chị đã đi đâu rồi chị ơi? Sáng hôm sau mình phải lên trường xem tình hình. Mình đã nghỉ học liên tiếp 15 ngày nay, bỏ 4 tiết kiểm tra và 2 bài tiểu luận. Chả sao, buổi trưa về đến nhà thì thấy chị ngồi gục trước cửa từ lúc nào. Không kịp ngạc nhiên, em vứt ba lô chạy lại với chị ngay. Chị ngẩng lên nhìn mình, trời ơi, mắt chị thâm quầng rồi. Mình ôm chị dậy rồi dìu chị vào nhà, đi gấy khăn lau cho chị. Chị kể lại đã ở ngoài cửa nhà chị 2 ngày rồi, hèn gì tay chị đỏ những nốt mũi chích. Ba chị không cho chị vào nhà nữa. Sao ba chị biết cơ chứ? Không hiểu nổi, hay lại có chuyện gì khác? Mẹ chị thì cũng sợ chồng một phép, chỉ còn biết đứng trong nhà nhìn con gái khóc mà thôi. Chị cũng khóc nhiều lắm, nhìn mắt là biết mà. Những ngày đó chị ở lì trong nhà, chứ có đi Nha Trang đâu, cũng không đi học luôn. Mẹ chị đã nói dối, mà thật ra điều này bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Chị của mình đang ở đây, đang thật sự cần mình che chở. Hơn bao giờ hết, mình cảm thấy có trách nhiệm và lo lắng an ủi chị, giúp chị vượt qua được giai đoạn này, điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. 5 ngày chị ở nhà mình, hầu như không nói, không cười, khác hẳn với hình ảnh cô bé hiếu động trước đây. Đến bữa cơm, chị cũng ít ăn, có khi ăn cơm chan nước mắt. Những lúc chị như vậy, những trò hề trong bữa cơm trước đây của mình trở nên vô dụng và khiên cưỡng. Mình cũng không hỏi chị chuyện như thế nào, sao lại như vậy, vì câu trả lời có lẽ đã phần nào cảm nhận được.
Mình cũng chỉ biết vụng về vuốt tóc chị lúc buồn, lấy khăn giấy cho chị mỗi khi chị khóc, kể chuyện cười cho chị nghe, đem mấy DVD hài hoặc hoạt hình mà chị thích để mở. Thứ mà chị cần lúc này, mình đã chủ quan nghĩ rằng đó là thời gian, đó chỉ là thời gian. Nghĩ lại thì thấy lúc đó mình thật ích kỷ khi đã không khuyên chị về nhà xin lỗi, không giúp chị cố gắng làm lành với gia đình. Bao giờ cũng vậy, chỉ có gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất khi con người ta khó khăn, sa ngã. Mình đang mừng vì nhờ vậy mà mình đã được ở bên chị ư? Hình như có một phần nào đó trong đầu mình nghĩ vậy, thật xấu xa và bị ổi. Trưa hôm đó, ngày thứ sáu, hai chị em đang ăn cơm thì có tiếng xe máy. Ba và anh họ chị tới tìm. Anh họ của chị đã đến nhà mình một lần. Như mình đã nói, ba của chị là người rất gia trưởng và nóng tính, nhưng mình cũng không thể tưởng tượng ông ta lại vũ phu đến như vậy. Cả hai chưa kịp nói tiếng nào, mình đã thấy ông mặt đỏ, mũi cay xông đến túm tóc chị, tát một cái rất mạnh lên má chị. Con đĩ này, mày bỏ nhà theo trai. Cơ thể bé con của chị không thể chịu nổi cái tát, chị văng ra góc nhà, đập vào bàn. Thật sự lúc đó là ông hành động quá nhanh và bất ngờ, mình không thể làm gì kịp. Máu mình sôi lên cực độ nhưng vẫn còn kiềm chế được. Ông là ba của chị mình. Mình bay lại đỡ lấy chị. Ông tiếp tục xông vào hất mình ra và quát: "Thằng chó này, có cút ra không?" Rồi ông đạp chị mấy cái. Lúc này thì mình không thể chịu nổi nữa rồi. Mặt mình đỏ rực, hai mắt trợn ngược vì tức giận. Mình vơ ngay con dao thái gọt hoa quả ở trên kệ tivi gần. Ông mà còn đụng vào chị tôi giết ông. Ông lùi lại không dám nào nữa. Nhìn mặt mình lúc đó chắc có vẻ rất đáng sợ. Lần đầu tiên mình vô lễ mà nói ra những lời như thế với người lớn, điều mà chính mình cũng không thể ngờ được. Chị sợ hãi ngồi dậy, cố gắng gỡ con dao cầm chặt trên tay mình. Má chị đỏ rực vì cái tát, tóc tai bù xù. "Huy ơi, đừng, ba chị mà." Anh họ của chị cũng đến vỗ vai mình theo kiểu anh cả, bảo mình bớt nóng này nọ, đâu còn có đó. Chị thì hoảng lắm. Trong mọi cuộc cãi vã, xung đột, chị luôn là người đáng thương và đau khổ nhất. Chị liên tục van xin mình bỏ dao xuống, miệng lắp bắp: "Ba chị mà, Huy ơi, ba chị." Con người được gọi là ba chị thì đứng một chỗ, nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Mình không biết ông đang nghĩ gì. Chị chạy lại chỗ ông níu tay giải thích. Khuôn mặt và hành động không khác gì một con nô tỳ van xin nhà vua tha mạng trong phim. Chị nói mình với cô em chỉ là chị em học chung trường chung lớp, luống cuống và lặp đi lặp lại. Ông không thèm nghe và tất nhiên chắc chắn không tin, hất chị ra rồi quát: "Thằng Quân, lôi nó về." Quân là tên anh trai họ của chị. Rồi ông ta bỏ ra ngoài sân để mặc chị gục xuống. Mình quăng con dao chạy lại đỡ chị. Anh họ chị cũng chạy lại an ủi: "Không sao đâu em, cứ về đi, có gì anh nói hộ cho." Chị nắm tay mình, nước mắt chị vẫn chảy trên khuôn mặt vẫn còn hằn đỏ vì cái tát lúc nãy. Tay chị run run: "Chị phải về đây Huy ơi, chị xin lỗi em. Chị về nhà còn đi học nữa, chị còn mẹ nữa." Mình biết chả phải nói gì nữa, nắm tay chị thật chặt để động viên. Mình biết không thể giữ chị ở lại nữa rồi. Chị còn có gia đình, còn đầy đủ cha mẹ, chứ không như mình. Anh họ chị cũng quay sang bảo mình yên tâm, có gì để anh lo. Ông cũng xin lỗi về việc hồi nãy rồi, ông cũng không ngờ. Chị lên xe rồi ngoái lại nhìn mình, ánh mắt chị buồn không tả xiết. Chị vẫy tay chào mình rất nhanh, sợ ba chị nhìn thấy. Nhìn dáng chị xa dần, mình thấy lòng quặn thắt. Sao chị lại khổ thế hả chị ơi? Tối hôm đó mình nhắn tin cho chị thì không thấy chị trả lời, gọi điện thì số của chị không liên lạc được. Lo lắng vô cùng mà không biết phải làm sao, không biết có xảy ra chuyện gì với chị không. Mình chỉ còn biết hy vọng, dù sao đó cũng là người sinh ra chị, là ba của chị, hổ dữ không ăn thịt con, rồi còn mẹ chị ở đó nữa. Mấy ngày hôm sau tình hình vẫn vậy, không hề có liên lạc gì từ chị. Chị cũng không hề online sau đợt ở bệnh viện. Bấn loạn thật sự và không thể gạt bỏ được ý nghĩ tiêu cực trong đầu nữa rồi. Nhớ đến cái tát của ba chị
mà mình... Tối hôm đó, khoảng 11 giờ, mình quyết định sang nhà chị xem tình hình như thế nào. Và hơn nữa là mình nhớ chị quá, mình muốn được nhìn thấy chị, dù là nhìn từ xa. Mấy ngày nay thậm chí mình còn không được nghe tiếng gì, cứ ở nhà chắc mình chết mất. Mình gửi xe ở bệnh viện gần đó rồi đi bộ vào nhà. Nhà chị chưa tắt đèn nhưng cửa đã khóa kín mít. Mình đứng một lúc rất lâu, dù biết là gần như chắc chắn sẽ không nhìn được thấy chị. Mặc kệ, mình cứ đứng nhìn vào nhà chị, nhìn lên phòng của chị dù nó đã tắt điện tối thui. Phía trước phòng, chỗ ban công, có một chậu xương rồng nhỏ mà hai chị em đã cùng nhau mua vào năm Tết năm ngoái. Không biết nó đã ra hoa chưa, chị còn đặt cả tên cho nó. Một lúc sau thì dân quân khu phố tới hỏi mình. Mình ấp úng trả lời là tới tìm nhà bạn. Họ mới gạt nộ: tìm nhà ai, tên gì, giờ này còn tìm gì. Biết không ổn, mình bỏ đi. Có lẽ chưa phải khuya lắm nên họ không gây khó dễ gì thêm. Chiều ngày hôm sau thì mình nhận được điện thoại, số lạ. Mình nhấc máy ngay, đầu dây bên kia gấp gáp: Huy, chị đây. Mình nghe giọng chị thì dồn dập ngay: chị đang ở đâu đó, sao không liên lạc với em, chị có sao không, chị làm em lo quá. Chị lí nhí đáp như sợ ai nghe thấy: ba chị thu điện thoại rồi, cắt nét luôn rồi, đây là số của anh Quân, mai anh Quân chở chị lên trường rồi ghé qua nhà em lấy đồ nha. Mình chưa kịp hỏi gì, chị vội vã: ba chị về, chị cúp máy đây, bye em. Thúy bớt lo lắng vì chị đã gọi điện, nhưng mình cũng cảm thấy có chút hoang mang, không hiểu là chị đang có chuyện gì, thật sự là chị có ổn không, hay những lời nói đó cố tình tỏ ra bình thường của chị. Chẳng biết sao nữa, lúc nào mình cũng cảm thấy bất ổn về chị. Chỉ lo chị sợ mình nông nổi nên đã giấu mình điều gì. Khoảng gần trưa hôm sau thì chị qua, anh họ chị đứng ngoài trông xe chờ để chị vào một mình. Chị gầy gò và xanh xao, đôi mắt nặng trĩu mất ngủ, nhìn chị như già đi mấy tuổi vậy. Mình thương chị quá mà không biết làm sao, chỉ nắm tay chị hỏi han an ủi. Chị cười nhẹ để trấn an mình, cười mà như mếu. Mình liếc vội ra cửa ngó anh Quân rồi ôm lấy chị. Chị không phản ứng gì, chị đang nghĩ gì mình cũng không biết nữa. Mình cũng không cần biết, mình chỉ đang cố thỏa mãn sự thèm khát nhớ nhung bao ngày qua. Người chị ấm quá, lúc nào chị cũng vậy, ấm áp, thơm tho, dù cho chị có như thế nào đi nữa. Hình như mình ôm chặt quá, chẳng hiểu sao mỗi lần ôm chị mình đều ôm rất chặt, như là muốn nghiền nát chị vậy. Một lúc thì chị nghẹt thở nên ho khù khụ, mình thả chị ra. Chị mong manh và yếu quá, vậy mà tại sao chị cứ phải gánh chịu đủ thứ nặng nề gai góc của cuộc đời, ngay cả một cái ôm thật chặt chị cũng chịu không nổi. Mình lấy đồ cho chị, những thứ lặt vặt mà chị bỏ lại phòng mình. Lúc đó không hiểu sao mình lại không hỏi rõ là sao chị phải gom đồ về. Những thứ này lấy lúc nào mà trả được. Lúc chuẩn bị chào chị về, mình mới giật mình tự hỏi, sao hôm nay chị mặc áo khoác dài tay kín mít, vào nhà rồi mà chị cũng không cởi ra. Trước đây đến cổng là chị bỏ ra rồi. Chẳng hiểu sao sau từ vụ ấy, mình rất hay nghi ngờ và tò mò. Đến giờ thì mình nghi ngờ mọi thứ và khủng hoảng niềm tin trầm trọng rồi. Mình chạy lại chỗ chị, kéo tay áo của chị lên, nhanh đến mức chị không kịp phản ứng. Tay chị đỏ rực những vết bầm, mặt mình tái và hiểu ngay tức khắc. Mình là thằng vốn có máu điên trong người, nhiều khi hành động mà không kiểm soát được. Chả kịp suy nghĩ gì, mình lôi chị xề xệt ra chỗ anh họ. Mình chửi nó còn hơn cha chửi con, nói những lời tục tĩu mà trước đây mình chưa bao giờ nói. Mày làm những cái gì mà để chị bị đánh như thế này? Mày hứa cái kiểu gì vậy? Không làm được thì đừng có nói. Mày làm anh cái kiểu gì vậy? Bao nhiêu bực dọc điên tiết trong người mình đổ hết lên đầu nó. May mà lúc đó nó thấy mình như vậy cũng không dám nói gì, chỉ giải thích là nó cũng không biết. Không biết là đúng rồi, nó cứ ở chung với chị đâu. Điên tiết thật, nó mà phản ứng gì thì chắc giờ này mình đang ngồi trong phòng khám rồi. Còn chị sợ hãi lí nhí, chị bị té mà. Quay sang nhìn bộ dạng của chị, nhìn cánh tay của chị
mà mình muốn đâm chết thằng cha của chị ngay lập tức. Khốn nạn không bằng cầm thú, đánh đập một đứa con gái yếu ớt như chị. Nói chung, giờ nhớ lại, mình còn cảm thấy sôi máu, đủ hiểu là cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Mình nằng nặc đòi chờ chị về, phải nói chuyện cho rõ ràng với ba chị. Mình còn muốn báo công an nữa chứ. Mình đúng là điên, nghĩ lại thì thấy hơi buồn cười. Mình là cái quái gì mà có cái quyền nói chuyện phải quấy với ba chị chứ. Ngông cuồng thật. Tất nhiên là chị không đồng ý. Chị van xin mình. Chị nói với mình việc này là có lý do riêng, rồi chị sẽ giải thích, sẽ nói với mình. Giờ mình hãy để cho chị về, để chị yên ổn để giải quyết mọi việc. Chị lại khóc nữa. Chị khổ quá rồi, chị khóc quá nhiều rồi. Nước mắt bao nhiêu cho đủ hả chị ơi? Mình đại chạy vào nhà lấy điện thoại của mình đưa cho chị, nói như ra lệnh. Được rồi, chị cầm lấy điện thoại của em đi, chiều em mua cái khác. Có gì chị vào báo em ngay, ngay lập tức. Tối hôm đó, nằm ở nhà thấy khó chịu quá, nghĩ đến cánh tay của chị mà uất ức muốn trào nước mắt. Mình nhấc máy gọi thử cho chị. Hồi chiều có SMS, vẫn rep, số điện thoại không liên lạc được. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần không gọi được chị là mình tưởng tượng đủ thứ chuyện, đến nỗi nhiều đến lúc phải tự tát vào mặt mình để tự trấn an. Những lúc như này thì chắc chị đang gặp chuyện rồi, chắc chắn rồi. Hồi trưa chị nói là chị đang cần thời gian để giải quyết việc gì đó. Lúc đó rối quá nên mình cũng chẳng hỏi là việc gì. Mình xách xe chạy ngoan qua nhà chị, đến cổng nhà chị. Vẫn gửi xe rồi đi bộ như mọi hôm. Mình trèo lên chậu cây cảnh ngó vào trong thì thấy ba chị đang ngồi thư thái xem tivi. Còn chị đang ngục mặt quỳ ở góc nhà. Sự thật nhìn cảnh đó, hai tay mình tự nhiên không đủ sức để bám vào tường nữa. Sốc và bực tức vô cùng. Mình liên tục phải tự dằn lòng. Đây là nhà của chị. Đây là nhà của chị. Để tránh hành động một cách điên rồ, mình đã nhiều lần phải làm những việc khiến chị phải khó xử và đau khổ lắm rồi, quá đủ rồi. Những lần như thế này, đầu óc lại mụ mị, tay chân bấn loạn. Chẳng lẽ bây giờ lại xông vào bấm chuông, vào sẽ nói gì, nói như thế nào? Chị đang làm gì mà phải quỳ như vậy? Chị phạm lỗi gì à? Hay đó là màn hành hạ kéo dài của ba chị từ bữa đó? Nếu thế thật, thì thật khủng khiếp với chị. Nhưng mà không được rồi, mình đâu có cái gì để mà có quyền chứ. Ba chị lại rất thù ghét mình. Nhìn thái độ của ông hôm ở nhà mình nghĩ chỉ có sự sĩ diện, không muốn làm to chuyện mới ngăn ông ấy lại, chứ không ông cũng băm vào mình thành trăm mảnh. Một lúc sau thì có tiếng mẹ chị, bà ra để dìu đứa con gái tội nghiệp vào. Ba chị thì vẫn ngồi đó, bình thản như không có chuyện gì. Đã có lần chị kể, ba chị say đánh mẹ, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Hình như mẹ chị xem đó là cái số kiếp của mình. Bà không hề có sự phản kháng nào cả. Bà giống như người phụ nữ trong nhà thống lý Pa Cha, như con rùa trong bếp xó vậy. Chị vào phòng rồi, mình đứng một lúc rồi cũng về, chả biết làm gì. Cái cảm giác vô dụng thừa thãi, thật khó chịu. Tối ngày hôm sau, mình quyết định làm một việc. Nghĩ lại thì chẳng ra làm sao cả. Mình đóng một bộ giày dép chỉnh tề qua nhà chị, mục đích là muốn gặp ba chị để xin lỗi về việc hôm nọ. Thứ nữa là xem đã có chuyện gì xảy ra với chị. Và quan trọng hơn hết là mình muốn xin ba chị cho mình có trách nhiệm với chị. Hay nói dễ hiểu hơn là mình chấp nhận là thằng đổ vỏ. Mình suy nghĩ quá ngô nghê và đơn giản. Tối đó, ba chị đi nhậu chưa về. Mẹ chị đàng hoàng lịch sự mời mình vào trong nhà. Bà chưa biết mình là ai. Còn chị vừa thấy mình thì đâm hoảng, liên tục xua đuổi mình về, thậm chí còn nhéo mình mấy cái rất đau. Mẹ chị thấy thế nhưng không hiểu chuyện gì nên chỉ ngồi vui vẻ rất khó hiểu. Mình chưa kịp trình bày một tiếng nào thì ba chị về, say và mặt đỏ gay. Vừa nhìn thấy ông, mình đã đứng dậy chào lễ phép. Còn ông nhìn thấy mình như kẻ thù, nổi điên quát lớn. Biến ra khỏi nhà tao ngay. Mình đã chuẩn bị trước tâm lý cho việc này nên vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, vẫn lễ phép xin được nói vài điều.
Nhưng men say và sự kích động quá lớn khi thấy mình trong nhà khiến ông ta không bình tĩnh được. Ông chỉ thẳng vào mặt mình và nói: "Biến, biến, tao gọi phường gô cổ mày bây giờ." Nói rồi quay sang mẹ chị quát: "Sao bà cho nó vào nhà, muốn chết hả?" Mẹ chị run bắn đi vào trong. Mình đã dồn hết những dũng khí để đến tận đây rồi, đã vào nhà rồi. Mình không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được. Mình không thể để cái tình trạng tối qua diễn ra nữa, không thể để chị khổ như thế nữa. Nhưng thật ra là ngược lại, mình đang làm nó rối tung lên. Mình vẫn đứng im cố gắng chờ đợi sự nhượng bộ từ phía ông. Còn chị sợ lắm, sắp khóc rồi. Chị chạy lại chỗ mình đuổi mình về, báo áo mình, năn nỉ mình, cầu xin mình hãy đi về. Bà chị đang say. Lão thấy vậy cầm cái chổi đuổi phang thẳng vào lưng chị, mạnh, rất mạnh, tưởng như oằn hết tấm lưng nhỏ bé của chị. "Cút vào nhà." Đến lúc này thì mình không thể kiểm soát nổi, tim mình đau thắt, máu điên kiềm chế nãy giờ bùng phát. Mình nóng phừng phừng như có hàng ngàn tia lửa đốt, nhưng mình không thể làm gì được ông ấy, dù thế nào cũng không làm gì được. Ông là ba của chị mình, là ba đấy, mặc dù hoàn toàn không xứng. Mình chạy lại chỗ chị, hai mắt đỏ rực nhìn ông, nghiến răng kèn kẹt. Ông không xứng đáng làm bố, khốn nạn. Hàng xóm ngó nghiêng đông quá, ông cũng chùn. Những người gia trưởng như ông thường rất sợ điều tiếng và trọng sĩ diện. Ông chỉ tay một lần nữa quát: "Cút, cút hết cho tao, cút hết, cúng mày cút hết ra khỏi nhà tao ngay." Mình như muốn bốc khói, đã thế thì cút luôn. Mình cầm tay lôi chị đi: "Em đi với anh, đi ra khỏi cái nhà này." Mặc cho chị kéo lại sợ hãi: "Không, không, em đi đi, đừng, tha cho chị mà." Bà chị thấy thế lại càng điên máu. Ông cầm chổi đập một cái rất mạnh lên bàn, bể tung tóe. "Còn đĩ này, mày cũng biến, tao không có đứa con như mày, mày ở nhà tao giết." Mình gần như nhấc bổng chị lên rồi lôi chị ra khỏi nhà. Chị yếu ớt vùng vẫy nhưng không làm gì được. Ra khỏi cửa thì lão già đóng rầm cái cửa. Chị khóc thét, khóc như đứa trẻ bị bố đánh, van xin mình để chị ở nhà. Mình hét vào mặt chị: "Em lên xe, lên ngay. Em vào nhà thì anh sẽ chết ngay cho em xem." Chị tin, tin chứ. Mình nói thật là vào cái thời điểm ấy, cái gì mình cũng dám làm hết, kể cả giết người. Mình sẽ giết hết những đứa dám đụng chạm đến chị của mình, kể cả đó là ai đi nữa. Mình chở thằng chị về nhà, để chị vào trong rồi khóa cửa, bỏ hẳn chìa khóa vào túi. Một thằng nhóc hơn 18 tuổi vào nhà người khác để lôi con gái nhà người ta đi, đó chỉ có thể là hành động của một thằng thiếu suy nghĩ và ngu dốt. Nhưng ở thời điểm đó mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ rằng mình đang giải thoát cho chị, cứu chị ra khỏi căn nhà đầy bạo lực và độc ác. Chị ngồi trong nhà cứ thóc thút thít. Mình sực nhớ đến cú đánh bằng chùi của ba chị lúc nãy nên ngồi sát lại hỏi chị: "Trời ạ." Một vết đỏ tím dài trên tấm lưng trắng tinh và mỏng của chị. Nãy giờ mình vô tâm quá, vết thương ấy ngay cả một thằng đàn ông cũng cảm thấy tê buốt. Vậy mà chị không oái hoài gì. Những ngày tháng đau khổ ngắn ngủi vừa qua đã khiến chị chai lì rồi. Chị đã vượt qua được sự đau đớn thể xác không thường rồi ư? Chị nằm im cho mình dứt dầu gió, nước mắt bắt đầu chảy ra vì dầu nóng. Nhưng tuyệt nhiên chị không hề kêu một tiếng. Trước đây chị mới bị đứt tay nhỏ xíu mà chị đã la toáng lên như sắp chết, rồi ngồi xuống phồng mang trợn má thổi phù phù cho bớt đau. Mình chải tóc cho chị, lau mồ hôi cho chị, rồi chị thiếp đi. Chắc vì chị mệt mỏi quá rồi, khổ thân chị quá. Sáng sớm thì nghe tiếng lạch cạch, mình giật mình tỉnh dậy. Bật đèn thì thấy chị đang cố gắng mở cửa. Hiểu ngay lập tức, mình chạy ngay giật lại lấy chùm chìa khóa trên tay chị. Chị lí nhí đáp: "Để chị về, chị không thể ở đây được, ba chị giết chị mất." Mình chẳng thèm biết lúc đấy là mấy giờ nên hét to: "Chị ở đây, không đi đâu hết. Chị về nhà bây giờ, ba chị xé xác chị đó. Ở đây, đi vô ngủ."
Chị khóc lóc van xin, chị cào cấu mình, chị làm đủ mọi cách xin được về nhà. Nhưng mình nhất định không chịu. Mình nuốt nước mắt và cắn răng từ chối chị. Mình nhớ tới lời của lão già lúc đuổi chị đi. Nhất định mình không để chị về nhà được. Chị tuyệt vọng, vò đầu bứt tai chính mình khóc thét. Thấy cái cảnh khủng khiếp ấy, mình hoảng sợ thực sự. Túm tay chị giằng mạnh ra. Chị điên rồi, trời ơi! Người như chị mà cũng có thể phát điên như thế ư? Chị đánh lên ngực mình, mặt mình, cào xé rách áo mình. Mình đứng chết chân cho chị đánh, cho chị chút giận, cho chị mặc sức chút bỏ hết tất cả những gì mà cuộc đời đổ lên đầu chị. Đến khi chị đã mệt nhừ rồi, rã rời rồi, chị gục lên người mình, hai bàn tay không còn tí sức nào nữa. Mình ôm chặt lấy chị, hôn ngấu nghiến, lên môi, lên mặt, lên cổ, lên người chị. Mình như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống chị. Nỗi thèm khát bấy lâu nay của mình dồn hết lên cả cơ thể nhỏ bé của chị. Chị nằm im không kháng cự, để mặc cho mình nuốt trọn cơ thể, ngấu nghiến và dữ dội. Đến tận gần trưa, mình mới mở mắt nổi, giật mình vì thấy cánh cửa khép hờ. Mình bật dậy như cái lò xo. Chị đã biến mất từ lúc nào rồi? Mình tìm kiếm chị như điên, như dại cho đến tận 4 tháng sau đó. Gọi về nhà thì nhất quyết mẹ chị không nói chị đi đâu. Lên trường hỏi thì biết chị đã bảo lưu 1 năm. Chị biến mất một cách tàn nhẫn. Mình ngoài giờ đi làm, mình cũng bị đình chỉ vì bỏ học quá nhiều. Thì chạy lang bang khắp ngang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để tìm chị. Dù biết gần như là không thể, nhưng cứ thấy dáng ai giống giống, biển số xe giống giống, hay đơn giản là chị là mái tóc hơi dài giống, mình cũng giật thót mình, đuổi theo cho bằng được. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thời điểm đó đêm nào mình cũng khóc vì nhớ chị. Người gầy rạc đi, mà bạn bè gặp thì lại bảo trông mình như già đi 10 tuổi. Một thằng mồ côi mẹ từ khi lọt lòng như mình chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của phụ nữ, bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Chưa có ai nấu cơm mang qua cho mình, chưa có ai gọi mình dậy đi học, bắt mình tập thể dục, bắt mình học bài, chưa có ai hết, cũng như chưa có ai để mình vòi vĩnh mẻ nheo cả. Chị là như mẹ mình vậy. Có nhiều lúc mình tự hỏi mình có yêu chị thật lòng hay không, hay đó chỉ là sự ngộ nhận. Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết tình cảm của mình dành cho chị là thật. Mình có thể đánh đổi cả tính mạng để chứng minh điều đó. Đến tháng thứ 5 thì chị mở lại Facebook. Mình dùng mình hồi hộp kinh khủng. Khi ấy cái nốt đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa. Ngày nào mình cũng vào Facebook của chị hàng chục, hàng trăm lần. Cái nốt đó chị viết riêng cho mình. Chị đang ở quê ngoại. Chị không nói là ở đâu cả, chỉ biết là Quảng Nam. 1 năm rưỡi chị mới đi học lại. Chị cũng nhớ và thương mình lắm. Chị sẽ gặp lại mình khi cả hai chín chắn hơn. Chị cần sự thay đổi, cần thời gian để hàn gắn vết thương. Hãy để chị làm điều đó. Chị viết nhiều lắm, rất nhiều. Giọng văn chững chạc và khác xa ngày xưa. Chị của em đã lớn thật rồi, đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi. Không còn là cô bé ngày nào đi bắt chuồn chuồn nữa. Cô không còn là cô bé hờ tí là khóc nhé, và suốt ngày hát kêu ngao nữa. Mình đọc xong mà nước mắt lăn từ lúc nào. Ngồi chết lặng trên bàn phím cả buổi chiều hôm đó. Mình đã có số của chị rồi, nhớ chị quá, lấy sim khuyến mãi gọi cho chị để nghe một tiếng alo, rồi mỉm cười tắt máy, thấy nhẹ nhõm và bớt nhớ chị hơn. Buồn buồn lại lôi con mèo bông ra nói chuyện, hình như nó cũng hiểu hay sao ấy, thi thoảng lại thấy nó nhích tai. Em bây giờ khác xưa lắm rồi, mạnh mẽ và manly lắm. Bữa nào chị gặp, em nhấc bổng chị lên coi. Chờ em nhé. Chị à, em yêu chị lắm. Thưa quý vị và các bạn khán thính giả thân yêu, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện về tình yêu rất hay mang tên Chị à, anh yêu em. Các bạn nhớ ấn like, bình luận, chia sẻ video chuyện, cũng như đăng ký kênh audio chuyện hay nhé. Đó là động lực để ban biên tập kênh chuyện ra nhiều video chuyện hay hơn nữa để phục vụ các bạn.
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.